Sư Dật Hằng xin hướng dẫn cho quý vị hành thiền tâm từ 5 phút nghe. Bây giờ mời quý vị nhắm mắt hết, rồi Sư Dật Hằng nói từng câu, rồi quý vị nhắc lại trong tâm mình á. Cầu mong cho thầy tổ của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho thầy tổ của con thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho cha mẹ của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho anh chị em của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho tất cả những người thân quyến của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho tất cả những người bạn bè của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho tất cả những kẻ thù của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Cầu mong cho tất cả chúng sanh hữu hình hoặc vô hình trong tam giới này mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho họ sống an bình. Và những phút niệm rải tâm từ đã xong. Bây giờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2014. Thì được sự cho phép của Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Xá Lợi, được sự đồng ý của Ban Tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình, và trong đó có cái sự mà rất là nhiệt huyết của anh Chân Tình và chị Ngọc Thanh đã mời Sư Dật Hằng đến đây. Thì với những cái tấm biển ấy, lời đầu tiên trước lúc vào thời giảng, Sư Dật Hằng thành kính để đầu đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như thành tâm kính tri ân Ban Tổ chức, cùng như anh Chân Tình, chị Ngọc Thanh và tất cả chư Phật tử đã giúp cho Sư Dật Hằng ăn mỹ ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên, Sư Dật Hằng thành kính chúc quý vị luôn luôn an vui, mạnh khỏe và gặp nhiều thặng duyên trong cuộc sống. Thì bây giờ trước lúc vào thời gian và trước lúc bay qua cái Maryland này, thì Sư Dật Hằng còn làm bài thơ. Thì bây giờ trước lúc vào thời gian, Sư xin đọc tặng quý vị nghe. Bài thơ như thế này: hoan hỷ và hoài mong. Phật Ngọc Hòa Bình về nơi đây, duyên lành Phật tử nghĩ đến Thầy. Hoan hỷ Pháp Màu bàn mời đến, vàng dầm trùng khơi cỏ mặt ngay. Tâm niệm
từng trong Phật tự hành phục vụ chúng dân với tâm thanh, mong sao an lành luôn thăm viễn Phật tử mọi nơi hưởng xuân xanh. Riêng thầy có mặt ngày hôm nay, Phật tử muốn phương gặp sự này, cùng nhau chia sẻ bài pháp quỷ, hiểu sâu lời dạy tâm chẳng lay. Nhân đây thầy xin chia phước màu đến chư Phật tử khắp năm châu, cầu mong bạn sớm gặt phước ấy, mỗi giây mỗi phút hưởng hạnh sâu. Mai đây chia tay mỗi phương trời, xin bạn luôn giữ tâm thành thơi, mỗi một phút giây hành chánh pháp, thầy cúi bàn đầu vận hành thôi. Tác giả Dạ Hạnh Suối Nguồn, UFA, đêm 7 tháng 4 năm 2014, thưa quý đạo hữu. Bây giờ sư Dạ Hạnh xin vào đề tài, thì đề tài của sư Dạ Hạnh hôm nay là liên quan đến cái Phật Ngọc Hòa Bình. Kính thưa quý đạo hữu, đề tài của sư Dạ Hạnh á, với cái tựa đề là tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Đề tài này sư Dạ Hạnh chia làm 6 phần: phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa hai chữ tam bảo, phần 3 tam bảo là những gì, phần 4 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dần chứng và chứng minh ba ngôi tam bảo ấy, phần 5 đảnh lễ tam bảo có lợi ích gì không, và phần 6 kết thúc thời pháp. Và kính thưa quý đạo hữu, thì tại sao chùa Xá Lợi Phật của chúng ta cung nghinh Đức Phật hòa bình về tại mảnh đất này với mục đích để làm gì? Với mục đích để cho chúng ta chiêm ngưỡng Ngài. Rồi từ sự chiêm ngưỡng ấy, chúng ta có một cái sự nhìn, sự hiểu sáng suốt về cái công hạnh của Ngài, về cái con đường đi của Ngài, để rồi chúng ta đi theo dấu chân trần của Ngài. Rồi từ đó chúng ta sẽ gặp những cái điều phúc lạc trong hiện kiếp và trong tương lai. Thì hôm nay Phật Ngọc Hòa Bình đã xuất hiện ở đây. Còn thêm nữa, chúng ta là những người có Phật, chúng ta phải làm gì trong những ngày hôm nay nói riêng và những ngày tương lai nói chung để chúng ta có một cái cuộc sống bình an hơn. Thì kính thưa quý đạo hữu, trước lúc vào thời gian, sư xin giới thiệu một chút. Chắc quý vị có ai đi đến sự miền biển chưa, hay là gọi là Myanmar? Thưa quý đạo hữu, sư Dạ Hạnh may mắn là sư được đi 13 nước rồi. Và trong đó có nước Miến Điện là Myanmar, nước Sri Lanka là nước Tích Lan, nước Campuchia, nước Thái là những cái nước mà Phật giáo rất thịnh hành, thì sư Dạ Hạnh đã vào đó. Và cái may mắn hơn nữa là sư Dạ Hạnh đã sống trong nước Miến Điện suốt 4 năm, học tại cái trường gọi là International Theravada Buddhist Missionary University, có nghĩa là trường đại học truyền giáo Nam Tông quốc tế. Thì sau đó còn một cái duyên lành nữa, thì sư Dạ Hạnh vào năm 2003 thì sư cùng bay sang Sri Lanka để tiếp tục học những cái chương trình xa hơn của mình. Thì nói như vậy không phải sư Dạ Hạnh đề cập đến cái chuyện học hành của mình, nhưng nói như vậy để cho quý vị biết được rằng những cái nước mà Phật giáo rất thịnh hành, sư Dạ Hạnh đã đặt chân tới đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề cái bài giảng một chút, quý vị biết á, giống như những người Phật tử ở xứ Miến Điện, thì khi mà một người Phật tử á, muốn trở thành một người Phật tử ngoan đạo, trong tiếng Anh gọi là a pious Buddhist, có nghĩa là một người Phật tử ngoan đạo, thì người Phật tử đó phải làm những cái điều gì? Thì theo những cái lời dạy của Đức Thế Tôn hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì Ngài nói rằng nếu con muốn trở thành một người Phật tử ngoan đạo, con phải hành 7 điều trong hàng ngày gọi là daily activities, có nghĩa là trong hàng ngày cuộc sống của con phải thực hành 7 điều đó. Thì hôm nay sư Dạ Hạnh chỉ lấy một điều trong 7 điều đó để chia sẻ với quý vị mà thôi. Thì trong tương lai, nếu sư Dạ Hạnh có duyên lành thì sư Dạ Hạnh tiếp tục chia sẻ cho quý vị.
Thì bảy điều đó là gì? Điều thứ nhất là đảnh lễ tam bảo. Điều thứ hai là bổ thí, quý vị nhớ nghe. Điều thứ ba là trì giới. Điều thứ tư là thiền định. Điều thứ năm là tu tập từ tâm. Điều thứ sáu là truyền bá giáo pháp. Và điều thứ bảy là chia sẻ phước đức. Một, đảnh lễ tam bảo. Hai, bổ thí. Ba, dự giới. Bốn, thiền định. Năm, tu tập tâm từ. Sáu, truyền bá giáo pháp. Và bảy, chia sẻ phước đức. Thì hôm nay sư Nhật Hạnh chỉ chia sẻ một yếu tố trong bảy yếu tố này cho quý vị thôi. Thì sau khi bài giảng của sư, sư cho quý vị đặt câu hỏi thoải mái, đặc biệt là trong cái đề tài của sư, hoặc là ngoài cái đề tài của sư, thì sư sẽ trả lời theo khả năng của mình. Thì bây giờ quý vị thấy đất nước của họ, những người đi theo Phật giáo, họ có một cái tâm hồn rất là tuyệt vời quý vị. Và nếu quý vị sức khẳng định rằng nếu quý vị hành được bài điều này, quý vị không bao giờ khổ đau. Quý vị không cần ai nâng đỡ quý vị, mà trong tiếng Anh gọi câu là stand on your feet. Nếu quý vị hành bài điều này rồi, không có ai đánh sụp quý, sụp đổ quý vị được cả. Và cũng có chẳng có cái năng lực nào mà nâng đỡ quý vị cao hơn, mà chính quý vị từ nâng đỡ quý vị, hay là chính quý vị đưa quý vị xuống mà thôi. Đạo Phật chúng ta rất là tuyệt vời quý vị. Thì bây giờ sẽ đi vào cái phần hai của bài giảng, định nghĩa hai chữ tam bảo. Trong này có ai định nghĩa được không, giúp sư đi. Tám là gì? Tám là ba. Bảo là châu bảo, ngọc ngà, kim cương, vàng bạc, ruby, vân vân và vân vân. Những cái bảo mà bảo trong tam bảo này nó quý giá vô cùng quý vị. Nó còn gấp triệu triệu lần những cái hộp xoàn ngoài tìm vàng của mọi người. Cho nên gọi là tam bảo. Thì bây giờ tam bảo đó là những gì? Tam bảo đó là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Thì đó là định nghĩa hai chữ tám bảo như vậy. Và tám bảo có những gì? Bây giờ sư Nhật Hạnh đi vào, xin đi vào cái phần chính thức của bài giảng chiều hôm nay. Đó là phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh ba ngôi tám bảo ở trên. Kính thưa vị đạo hữu, bây giờ sư đi vào phần một là tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Thường thường quý vị đến chùa, quý vị đảnh lễ Đức Phật với mục đích gì? Này thiệt cho sư đi, sư Nhật Hạnh rất là khỏe. Quý vị coi sư Nhật Hạnh giống như một người bạn đạo thôi. Sư là người đi trước, bây giờ hôm nay gặp quý bạn từ lâu cũng gặp. Hôm nay gặp quý bạn chỉ chia sẻ cho quý bạn biết thôi. Cho nên quý vị cứ từ tài, tự nhiên, an bình để cùng sư Nhật Hạnh chia sẻ giáo pháp. Sư không dám nói là sư lên đây để thuyết pháp cho quý vị nghe, mà sư chỉ nói là chia sẻ giáo pháp cho quý vị thôi. Thì bây giờ tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật? Mấy ngày hôm nay bao nhiêu ngàn người, có thể nói là trên 10.000 người đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng bây giờ không biết tại sao họ đến đảnh lễ, họ đảnh lễ mục đích gì, và khi họ đảnh lễ tại sao họ đảnh lễ, và họ có cái ý nguyện gì mà họ đảnh lễ. Thì hôm nay sư Nhật Hạnh là những người đi trước, sư cho quý vị một cái chìa khóa mà Đức Thế Tôn đã giáo cho sư qua những lời giảng dạy của quý ngài ở Miến Điện, quý ngài ở Sri Lanka, để quý vị có cái hướng đi rất là rõ. Thì tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật? Thì quý vị biết đó, nói về quá khứ khi ngài chưa thành Phật, khi ngài còn làm cư sĩ giống như quý vị, hay là khi còn làm lấy men như quý vị, thì ngài là một người mà luôn luôn thực hành những cái hành nguyện rất là cao cả. Hành nguyện đó là gì? Có một lần ngài phát nguyện như thế này. Thì ngài nói, con thực hành cái hành nguyện cao quý này với mục đích để cứu độ chúng sanh, hay là đem cái phúc lạc cho chúng sanh. Đó là hành nguyện thứ nhất. Hành nguyện thứ hai, ngài nói con muốn thực hành cái hành nguyện cao cả này với mục đích lợi lạc cho thân quyển và lợi lạc cho tất cả dòng tộc của con. Và cái điều thứ ba đó là ngài nói tức thực hành cái hành nguyện cao cả này với mục đích khi tôi đạt được giác ngộ giải thoát khỏi cái sống sanh tử luân hồi,
thì tôi sẽ giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua sông sinh tử luân hồi và không còn đau khổ nữa. Thì đó là ba cái hành nguyện cao quý mà khi Ngài còn là một vị Bồ Tát tại gia giống như quý vị. Thì nhân đây Sư Giác Hạnh còn phổ ba cái ý đó thành một bài thơ Sư xin tặng quý vị nghe. Bá La Mật Ngài thực hành nhiều kiếp quá khứ rành rành phân minh. Bá điều lặng lẽ trong mình hành pháp cao quý lợi sinh trong trần. Tiếp theo phúc thêm người thân cùng dòng họ quỷ xa gần của ta. Tâm cao thượng luôn hướng ra đắc thành đạo quả cứu ta giúp đời. Một lòng vì chúng sinh thôi mong sao nâng bước cuộc đời người đáng. Hết sầu khổ vượt sóng hàng luân hồi chậm dứt vô vàng ta vui. Kính lại Ngài bậc tuyệt vời có nguyện theo gọt chân người đã qua. Vì thầy chứ Ngài còn bá hành nguyện rất là cao cả. Thì nếu Ngài là một người bình thường chưa thành một vị Phật thì mình thấy mình đã có bá hành nguyện giống Ngài đâu. Chính vì vậy ta đành lệ Ngài là đành lệ những cái đức tính cao cả của Ngài, chứ không phải đành lệ Ngài để rồi chúng ta vãng sinh một cái gì nữa Ngài, mà đành lệ Ngài bởi vì cái đức cao cả của Ngài. Và trong đó, sau cái phần đó, Ngài có nắm cái điều hy sinh rất là lớn lao quý vị. Nắm điều hy sinh đó là gì? Về sự bổ thị cũng dược. Bốn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp Ngài luôn luôn bổ thị cũng dường. Nắm cái việc mà khó hy sinh nhất trong cuộc đời. Việc đầu là đó là gì? Khi Ngài làm vị vua trong vương cung, người ta muốn thì vương cung Ngài cũng bổ thị vương cung cho người ta luôn. Họ muốn con voi chẳng 6.000, Ngài vật biểu con voi chẳng 6.000. Đó là cái tài vật bên ngoài thân của Bồ Tát Tất Đạt Đà. Rồi điện kỳ sự hy tính sự hái đó là gì? Có nhiều người muốn những đứa con trai, những đứa con gái hay là cô công chúa và hoàng tử con của Bồ Tát, Bồ Tát vẫn cho luôn. Cái điều thứ ba đó là gì? Có nhiều người đòi xin kỳ bà Quyến hay là bà hoàng hậu của vua, Bồ Tát Tất Đạt Đa cùng dược luôn. Điều thứ tư đó là gì? Có nhiều người xin một trong những cái lục căn của Ngài, đó là chân tay hay là mắt hay là tái chẳng hạn, thì Ngài vẫn cho cái điều đó luôn. Và cuối cùng cái hy sinh cao cả thứ năm đó là gì? Có nhiều người xin Ngài cả cái màng sống, Ngài vẫn cho luôn. Thì chính năm sự hy sinh cao cả đó, quý vị thấy á, Ngài hy sinh quá lớn đi. Cho nên chính sự hy sinh đó chúng ta so sánh với Ngài chúng ta không là gì cả. Hôm nay ta đến chiêm ngưỡng Ngài với mục đích ta đảnh lễ cái tấm hồn cao thượng của Ngài. Quý vị thấy chưa? Đó là hai cái sự hy sinh cao cả mà khiến Ngài chưa trở thành một vị Phật, chỉ là Bồ Tát thôi. Còn sau khi Ngài thành Phật rồi thì Ngài có ba cái đức rất là tuyệt vời. Ba cái đức đó là gì? Đức thứ nhất trong phàm người gọi là Visuddhi Guna. Visuddhi Guna là gì? Đó là Visuddhi là tình, đó là tiếng của Đức Phật luôn. Guna là đức, là Ngài có cái đức thanh tịnh vô cùng lớn lao. Thì Ngài có cái đức thanh tịnh vô cùng lớn lao là như thế nào? Ví dụ là Ngài không còn tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, ích kỷ, ngạ mạn, vân vân và vân vân. Đối với chúng ta còn tràn ngập trong tâm hồn chúng ta tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, ganh tị tất cả mọi chuyện. Còn Ngài là vắng bỏng mà Ngài hoàn toàn thanh tịnh cái tấm của Ngài. Có nghĩa rằng ví dụ bây giờ Ngài đang ngồi như vậy, có một người tới chửi Ngài chẳng hạn, nhưng Ngài vẫn im lặng, Ngài vẫn thản nhiên, chứ Ngài không giống như chúng ta mà quật ngược lại và chửi ngược lại người đó. Thì nhân đây sẽ kể một câu chuyện để quý vị chứng minh cho quý vị rằng cái đức thanh tịnh của Ngài rất là lớn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, như quý vị biết, khi mà Ngài chưa xuất hiện ở xứ Ấn Độ thì có khoảng 62 tà thuyết trong xứ Ấn Độ.
thì những vị giáo chủ đó họ luôn luôn truyền bá những cái giáo pháp mà giáo pháp gọi là tà kiến. Tuy nhiên dân chúng giống như chúng ta bình thường như vậy thì chúng ta không nhận đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái. Thì chính vì vậy cho nên cứ đem những cái của cải tiền bạc đến cho những vị thầy tà kiến đó. Thì khi mà Đức Phật chúng ta xuất hiện tại xứ Ấn Độ, bắt đầu dân chúng mới đổ về nghe Đức Phật giác ngộ tại đó, thì họ mới đổ về quý ngưỡng Ngài và làm đệ tử Ngài. Khi họ quý ngưỡng và làm đệ tử Ngài thì quý vị biết tất cả những vị thầy ngoài đạo đó không còn tín đồ nữa, hay là không còn con chiên nữa. Từ chỗ đó cái tấm gánh tì của những vị giáo chủ đó mới bắt đầu manh nha trong tâm hồn mình. Chính vì vậy cho nên họ mới tạo một cái chiếu bài để mà hại Đức Phật của chúng ta, quý vị. Hãy quý vị nhớ cái truyền kiều có cái bài rất là hay, sư xin đọc lại nhé. Đầu lòng hay à tổ nga, thủy kiều là chị em là thủy vân. Mái cổ cắt tùy tinh thần, mọi người mọi vẻ mười phấn về mười. Vẫn xem trăng trồng khạc vời, khuôn trăng đầy đằng nét ngài nở nang. Hóa cười ngọc thục đoan trang, mỹ thua nước tóc tuyệt nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mằn mà, xó bề tài sắc lại là phần thân. Làng thu thủy nẹt xuân sơn, hoa ghen thua thẩm liệu hờn kèm xanh. Quý vị thấy chứ, hoa mà nó ghen kiều, liệu mà nó hờn kiều, một cái vật vô tri vô giác mà còn hờn cái sắc đẹp của kiều. Tương tự như vậy, những vị giáo chủ này hờn ghét cái trí tuệ của Đức Phật, cái ánh sáng của Đức Phật, cái hào quang của Đức Phật. Và chính vì vậy cho nên họ tạo một cái chiếu bài rất là ghê, thưa quý vị. Họ mới chọn một cốt tín đồ rất là sắc nước hương trời. Bắt đầu họ nói như thế này: nếu con còn thương quý thầy thì con nghe quý thầy và con làm giúp quý thầy một bài. Thì cố tịnh đồ này rất là hắn hải, cô nói được rồi thầy cứ vẽ con đi, con sẽ làm. Bắt đầu họ mới vẽ, bây giờ từ 5 giờ chiều con mua một bó hoa thật đẹp. Giống bây giờ quý vị mang hoa lên cúng dường Đức Phật Ngọc về đó. Thì cứ 5 giờ chiều con mang một bó hoa thật đẹp đi vào chùa Kỳ Viễn Tịnh Xã nơi Đức Phật Thế Tôn sống. Và con chủ cầm kỹ vườn chùa của Ngài. Và sáng sớm 5 giờ sáng con cứ đi ra. Con cứ làm như vậy suốt 3 tháng trường. Rồi sau đó, xin lỗi vì cô phụ nữ nghe, rồi sau đó con đồn bùng cho to lên và giả vờ lá cò bồng. Thì quý vị biết ngày đó Đức Thế Tôn của chúng ta đang thuyết pháp giữa hội chúng như thế này, với 1250 vị tu sĩ và thỉnh chúng rất là đông quý vị. Khi Ngài đang thuyết pháp như vậy thì cô đó đi thẳng vào Đức Thế Tôn và nói rằng: này ông Gotama, ông đã lấy tôi chuẩn bị sinh sản rồi, tại sao ông không về để làm để chuẩn bị cho tôi sinh sản mà ông còn ngồi đấy thuyết pháp làm gì? Quý vị thấy ghê chứ. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta rất là bình thản, bởi vì Ngài đã thánh tình rồi mà, cho nên Ngài ngồi rất là thản nhiên. Ngài nói: này cô chính chắc, chuyện đó chỉ có cô và ta biết mà thôi. Cô này cũng nói vậy, chuyện đó chỉ có ông và ta biết mà thôi. Thì quý vị biết không, ai mà hại những vị Phật, những vị thánh tăng, thì có những vị chư thiên và phạm thiên trên trời nhìn mắt xuống quý vị. Thì khi mà cô ta đang hại Đức Thế Tôn như vậy á, thì cái ông vua mà gọi là ông vua của trời phạm thiên á, ông đang ngồi trên cái ngai vàng như thế này, thì tự nhiên nói: xin lỗi quý vị, cái móng của ông bị nóng lên đi, giống như mình ở trong mày sưởi vậy đó. Thì bắt đầu ông mình nghĩ rằng chắc dưới trần gian ai đang hại Đức Thế Tôn rồi. Thì ông mình nhìn cái thiên nhãn thông của ông nhìn xuống trần gian thì đúng, cô này đang hại Đức Thế Tôn. Thì ông mình sai bổn vì tử thiên vương là bổn vì vua, xin lỗi, bổn vì mà chư thiên mà cái quản đông tây nam bắc đó. Bắt đầu mình hỏa ra bổn công chuột đi xuống trần gian quý vị. Khi đi xuống trần gian thì chúi vào cổ áo của cô ta
Và khi mà chui vào cổ áo cô ta rồi thì cô ta nhột quả, cô ta bắt đầu vùng vẫy. Từ chỗ đó sợi dây mà buộc lấy cái bụng của cô ta thì nó đứt ra. Và tất cả những cái miếng vải mà cô đồn trong này nó rớt xuống. Và đặc biệt trong đó còn một miếng vải vàng mà rất là lép và rất là sắc. Thì khi nó rớt xuống á, nó chẩn đứt cái bàn chân của cô đi. Thì khi đó thính chúng mới bắt đầu nói, tại sao cô là người độc ác vậy? Vì thầy của tôi rất là thánh tình, tại sao cô làm như vậy? Thì khi đó cô đã cảm thấy nhục quá. Bắt đầu cô mới chạy ra khỏi cổng chùa kỳ viên của Đức Thế Tôn. Thì ai mà hại Đức Thế Tôn hay là hại những vị thánh tăng á, khi ra khỏi cổng chùa thì đất tự nhiên nó nứt hai ra và nó hút vào địa ngục A Tỳ. Đó thì sư kể câu chuyện đó để chứng minh được rằng quý vị thấy chứ, cái đức thánh tình của Ngài vô cùng cao quý. Và chính vì vậy cho nên cô đó còn làm gì đi nữa, Ngài vẫn ngồi thản nhiên. Chứ nếu hôm nay sư Giật Hành đáng ngồi thiền pháp như thế này mà quý vị mà lấy làm như rồi chắc sư Giật Hành chịu không nổi và quý vị. Nhưng Đức Phật là rất là thản nhiên bởi vì tấm hồn Ngài vẫn bỗng sân hận rồi. Cho nên Ngài ngồi thẳng nhiên thì sư kể câu chuyện đó để chứng minh được rằng cái đức thanh tịnh của Ngài. Và chính cái đức thanh tịnh đó hôm nay mình đi đến Phật Ngọc Hòa Bình để mình đảnh lễ Ngài. Và hồi đi vào phần 5 của bài giảng của sư, khi mình đảnh lễ Ngài mình được phước gì thì sư sẽ nói cho quý vị nghe. Thì cái câu chuyện đó sư Giật Hành cùng tóm tắt bằng bài thơ sẽ đọc cho quý vị nghe, gọi là Chánh Định và Cảm Thẳng. Có nghĩa là Ngài dùng cái sự định tâm của Ngài để Ngài chinh phục kỹ nàng chính cha ác độc đó. Chính cha ác độc ghế hồn già vờ đồn bùng to tròn như thai. Cô này thật là tạc oai với tấm ác độc động vai già vờ. Đổ thừa như lai tình bơ tại giữa công chủng tình trơ như mù. Thế Tôn tâm tình nghìn thu không hề náo nũng không xu Phật lòng. Dùng chánh định cọ từ trong cảm thẳng cô ấy đang đông khách trần. Do nhờ oái lực minh phân mong cho hạnh phúc hiện trần con đang. Đó thì cái đức tình đức của Ngài là khi Ngài thành Phật rồi, Ngài có ba cái đức mà hôm nay sư Giật Hành chia sẻ cho quý vị. Cái đức đầu tiên là đức tình đức, cho nên chúng ta phải đảnh lễ Ngài. Quý thầy xứng đáng để đảnh lễ không? Bây giờ quý vị thấy trong hội trường chúng ta có ai thánh tình giống Ngài đâu. Ngay cả sư Giật Hành thôi, quý vị thấy sư mặc chiếc y vàng rất là rực rỡ, nhưng quý vị liều hồn mà đụng vô sư nghe, rồi xin đổi dần là quý vị phải biết đó. Cho nên chúng ta không bằng Đức Phật được, chính vì vậy chúng ta phải quý ngưỡng Ngài và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và bây giờ sẽ đi vào cái đức thứ hai, đó là gì? Đức thứ hai gọi là Cá Rù Ná Gù Nà. Cá Rù Ná gọi là bi, Gù Nà là đức. Ngài có cái đức từ bi rất lớn quý vị. Đức từ bi của Ngài á, báo phù cả thế giới này từ dục giới đến sắc giới đến vô sắc giới. Thì bây giờ nói đến cái đức từ bi của Ngài, quý vị thấy hôm nay Ngài xuất hiện trên trần thế để làm gì? Bởi vì mục đích của Ngài là giúp cho chúng ta đỡ khổ. Bây giờ chúng ta thấy trong hội chúng này, trong hội chúng này ai hoàn toàn hạnh phúc suốt cuộc đời, đưa tay lên cho sư coi. Có ai hoàn toàn hạnh phúc suốt cuộc đời không? Không ai khổ vì con cũng khổ vì cháu, không ai khổ vì vợ cũng khổ vì chồng, không ai khổ vì thân bằng cũng khổ vì bạn bè phản vì lý. Đặc biệt khi đến tuổi 60 rồi là bắt đầu nhức xương rồi. Như cô này là chắc nhức xương rồi phải không? Cô còn dùng thuốc Advil chứ? Chưa? Dạ, trắng. Dạ. Cho nên quý vị thấy Ngài xuất hiện trên cõi đời này với mục đích Ngài giúp mình bớt khổ. Nhưng mình Ngài cho mình cái viên thuốc quá tuyệt vời đi, nhưng mình có uống hay không, đó mới quan trọng. Thì trong thời quá khứ, bao nhiêu người đã dùng viên thuốc tinh thần của Ngài đã thoát ra khỏi bể khổ trầm luân sinh tử. Tại sao hôm nay họ nói là bị chỉ trường phúc ngại dịp gì? Có nghĩa ấm làm được, ta làm được, tại sao ta làm để cho ta bớt khổ quý vị? Quý vị cố gắng tu đi quý vị. Quý vị tu là quý vị cảm thấy hạnh phúc ngay hiện tại và hạnh phúc trong tương lai. Thì bây giờ đi vào cái đức từ bi của Ngài, quý vị thấy chứ, Ngài sinh ra trong vương cung.
Ngài không phải những người tầm thường giống sứ giả thành, giống thầy chúc đài hay là giống những vị tu sĩ khác mà Ngài sinh ra trong vương cung. Và Ngài lớn lên trong vương cung, Ngài lập gia đình trong vương cung, nhưng cuối cùng Ngài thấy được rằng cái vương cung này là không gì với ta cả, mà nó lại làm cho ta khổ đau triền miên bất tận. Chính vì vậy cho nên Ngài muốn thoát ra khỏi cái vương cung này. Muốn thoát ra khỏi vương cung này để làm gì? Để hôm nay Ngài cứu chúng ta đấy quý vị. Để hôm nay Ngài cứu Ngài và cứu tất cả chúng ta. Thì bây giờ trở lại vấn đề, cái lòng từ bi của Ngài vô cùng lớn lao, giống như cái bài kính từ bi mà Ngài nói, như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sanh linh. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại, trên dưới và quanh mình không hẹp hòi oán trại, không hờn giận căm thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh. Dự niệm từ bi này thánh tâm thường thánh tình, phạm hạnh chính là đây, vân vân và vân vân. Quý vị thấy cái tình thương của Ngài rất là tuyệt vời. Ngài, cái tình thương Ngài còn hơn những người mà chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi, sợ đứa con trai mình nó mất đi hay là chết đi, mà luôn luôn giữ đứa con trai mình giống như giữ cái đôi mắt của mình vậy. Cái tình thương của Ngài rất là rộng lớn. Thì bây giờ sứ giả thành cũng kể câu chuyện để chứng minh cái tình thương của Ngài như thế nào. Thương ngang đâu quý vị biết nghe. Vào thời Đức Phật còn tại thế, bị quý vị nghe cái câu chuyện của Ngài Angulimala hay là Ngài Vô Não chưa có nghe chứ? Chưa hả? Trời, gặp mấy anh chị thương lắm. Thương bởi vì hồi cái chiếc mấy anh chị lắc đầu, mấy anh chị gục đầu cho sứ giả thành ấy. Rất tội quý anh chị. Bởi vì sứ giả thành đã trồng luôn sanh tử, cho dù từ ngày đi tu đến ngày hôm nay là 25 năm quý vị, hôm nay sứ giả thành 47 tuổi rồi. Sư đi tu cũng 25-26 năm rồi, nhưng có 16 năm sư vẫn đau khổ trong dòng tu. Quý vị biết năm 98 là người sư giả thành tan phế hết rồi quý vị nè. Mặt mày chảy đếm hết rồi. Thoại hỏa xứng sống này, loẹt bất tử này. Mà hôm nay quý vị thấy nhờ tu thôi quý vị. Bắt đầu khi mình tu nó chuyển lại. Cho nên sau khi mà sư tu khóa thiền 6 tháng thưa quý vị, một ngày là 13 tiếng đồng hồ. Một giờ đi gọi là kinh hành và giờ ngồi là thiền tọa. Thì một ngày 13 tiếng đồng hồ như vậy, và một ngày sống 18 tiếng đồng hồ, không bao giờ nói chuyện mà chỉ sống tỉnh thức thôi. Thì 6 tháng đó nó đổi lại con người sư giả thành hoàn toàn quý vị. Cho nên hôm nay sư mạnh dạn sư nói với quý vị cố gắng tu để đạt chỗ bình yên quý vị nè. Còn nếu sư mẫn kinh qua con đường đó, trong tiếng Anh gọi là experience, thì sư không bao giờ nói lại được cho quý vị đâu. Hôm nay sư nói quý vị từ cái trái tim chân thật của sư, từ cái sự thực hành của sư chia sẻ cho quý vị thôi. Thì quý vị biết sau khi 6 tháng thực hành xong, sư ra khỏi trường thiền quý vị. Khi mà sư ra khỏi trường thiền rồi thì sư gặp một người bạn tu sĩ của sư là sư ôm chặt. Sư mừng quá đi, cuộc đời mình thay đổi lại hoàn toàn rồi. Rồi bắt đầu đó, sư mới là có làm một cái bài thơ mà sư muốn tất cả mọi người vào thiền viện tu tập giống như sư, để rồi niệm cái hương vị pháp bảo một chút, khi đó quý vị mới thấy sự hạnh phúc của pháp bảo tới đâu. Nhân đây sư xin tặng bài thơ mà sư viết sau cái ngày tu học năm 2006 đến bây giờ. Thì cái bài thơ đó như thế này: 16 năm đã theo cha thì mà vẫn mãi trôi qua dạt về, bởi vì không rõ đường về, quê hương giác ngộ muôn bề an vui. Cùng gió tai điệt mắt đuôi, cho nên chẳng rõ tới lui mãi hoài. Dầu rằng biệt cha thiên tài, dìu dắt bao lớp vượt đài trầm kha, thì những con mài lá cà, thiểu đức tinh tận lũng phà đại dương. Hôm nay nhận thức con đường của người kinh quỷ tầng tường chỉ cho, thế mà vẫn mãi quanh co không chen chân lọt đường mòn Như Lai, có nghĩa là không hạnh phúc vì hiện nay thiền tâm sự sai, khiến tôi sang đỏ hành vài pháp môn là qua miền điện. Nội chung tâm tình ổn tồn, giờ đây lặng đồng bồn chồn còn đâu.
Qua kinh nghiệm thấy nhiều màu cho nên cố gắng chuyển tâu đến người. Cầu mong bạn sớm gạt vui, đi vào thiền viện tâm vui thi hành. Vì thế cố gắng thủ tránh giới thiệu hành giả quanh vần đại dương. Cho nên mạnh dạn mở đường bằng cách bày tỏ đoạn trường mình qua. Tạm thời xin tặng thơ ca, mong người hiểu thấu để mà thực thi. Chúc chư vị sớm vinh quy, khiến cho thế giới lùi bi vãn sầu. Đến đây con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ khẩu đầu Thế Tôn. Chúc chư vị sớm vinh quy, khiến cho thế giới lùi bi vãn sầu. Đến đây con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ khẩu đầu Thế Tôn. Chúc chư vị sớm vinh quy, khiến cho thế giới lùi bi vãn sầu. Hôm nay Phật Ngọc Hòa Bình xuất hiện đây quý vị, với mục đích để làm cho quý vị học hành Ngài để không còn lùi bi khổ đau nữa. Thì bây giờ sứ giả hành trở lại cái phần đi đức của Ngài, sư xin kể câu chuyện cho quý vị nghe. Thưa quý đạo hữu, khi mà Đức Phật còn sống, cách đây hơn 2.500 năm về trước, còn một ngài gọi là tiếng Bali hay là tiếng Đức Phật gọi là Angulimala, và tiếng Việt gọi là Ngài Vô Não. Thì Angulimala đó là có nghĩa là gì? Có nghĩa là người đeo tràng hóa bằng cái ngón tay út của con người. Thì khi mà anh chàng thanh niên này á, khi mà anh đi học trong lớp thì anh rất là thông minh. Ông thông minh đến nỗi bạn bè của anh đến nỗi ganh tị, một lần nữa ganh tị anh quý vị. Thì khi mà anh ganh tị anh mới bắt đầu mới tạo một cái câu chuyện hay là một cái bài kịch giữa người thầy và người trò. Bắt đầu họ mới nói rằng, thưa thầy, cái chàng vô não này có ý định giết thầy. Thì ông thầy này á, lần đầu ông nghe như vậy, ông tin ông nói, bởi vì cái thằng học trò của ta rất là tốt, rất là trí tuệ. Đến lần thứ hai người ta nói lại, ông hơi run rinh một chút. Và lần thứ ba ông tin rằng thằng học trò này sẽ giết mình. Bắt đầu ông ta mới nói chàng vô não đó rằng, này con, nếu con muốn thầy truyền cho con tất cả những cái bí quyết, thì con phải nghe lời ta và con làm cho ta một việc. Thì chàng vô não thì còn trẻ trung, cái đầu óc rất là trống sáng, cho nên nghe thầy nói như vậy chấp nhận liền quý vị. Khi mà chấp nhận rồi thì ông thầy này mới vẽ, bây giờ con đi quanh xứ Ấn Độ, con diệt cho ta đúng 1.000 người, và con đem về cho ta 1.000 ngón tay út, khi đó ta mới truyền tấm ẩn, truyền những cái bí quyết cho con. Quý vị biết không, ông đi khắp xứ Ấn Độ, ông diệt đến 999 người rồi, còn một người cuối cùng là đủ 1.000 quý vị. Ông đi mà đến nổi cái vùng mà xứ Ấn Độ mà ông sống là ai cũng sợ, nghe đến tên ông là sợ hãi luôn, sợ ông diệt đến sợ gì cả. Thì khi đó ngày nọ, nếu như mà ông diệt cái người 1.000 đó, người thứ 1.000 đó là ai quý vị biết không? Người mẹ hiền thân yêu của ông ta. Thì Đức Phật của chúng ta có cái hay như thế này quý vị, Ngài có thiên nhãn thông. Có nghĩa rằng á, là Ngài dùng cái mắt thánh của Ngài để Ngài quán chiếu chúng sanh trong thế giới. Quý vị biết Ngài Đức Phật ngủ một đêm mấy tiếng quý vị? Không biết luôn phải không? Cùng một lần nữa mấy anh chị cho sư lắc đầu luôn ngay. Dạ thì như vậy, thôi để sư trả lời dùng quý anh chị đi. Thì thực ra cũng quý anh chị công việc hàng ngày sư hiểu lắm, nhất là ở nước Mỹ mà. Nếu mình vẫn đi làm kịp là điêu đến mình chịu nổi đâu quý anh chị. Cho nên không giống sư giặc hành thôi chứ. Cho nên sư may mắn hơn quý anh chị một chút là sư phải thương quý anh chị. Bởi vì không phải quý anh chị lười nhác, mà bởi vì quý anh chị bởi vì kiểm kệ sinh nhai, cho nên quý anh chị rất là tất bật về cuộc sống. Sứ giả hành thì tất bật, mà tất bật kiểu khác. Sứ tất bật là làm sao mình tu càng ngày càng bình an hơn, làm sao trí tuệ mình càng ngày phát triển hơn, làm sao cái giáo pháp mình càng ngày mình càng lan truyền xa hơn cho chúng sanh. Đó là cái tất bật của sư. Nhưng cái tất bật của quý anh chị là làm sao để có tiền bill trả, làm sao trả nhà xong, rồi có xếp một chút nữa
cho mình đi du lịch cho con cái mình trong tương lai. Chính vì vậy cho nên quý anh chị có thời gian học Phật là vậy. Chính vì điều đó cho nên sư Diệu Hạnh hiểu và sư Diệu Hạnh rất thông cảm và rất thương quý anh chị. Chứ không phải sư Diệu Hạnh để đê rồi để nói quý anh chị giống như là ghẹt quý anh chị đó, thì sư Diệu Hạnh có. Và là sư đang giảng trên cái đề tài là cái tâm từ bi của Đức Phật. Cho nên họ nói con không không con giống da, không giống lông thì giống cảnh, thì mình phải giống một chút phản ánh. Thì bây giờ trở lại vấn đề, thì khi đó thì anh chàng này anh diệt 1.000 người rồi. Đến người thứ 1.000 đó là chính người mẹ hiền thân yêu của mình. Thì may nhờ quý vị Đức Phật của chúng ta một đêm ngày chia ra 3 canh. Canh đầu là từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm là ngài thuyết pháp cho chư tỳ kheo và tất cả những ai ở trần gian này đến hỏi câu hỏi về ngài. Rồi từ 10 giờ đến 12 giờ, giờ từ 10 giờ đến 2 giờ sáng đó là canh hai, là ngài thuyết pháp cho chư thiên và phàm thiên xuống nghe. Rồi canh hai, canh ba là từ 2 giờ đến 6 giờ sáng thì ngài chỉ ngủ từ 2 giờ đến 3 giờ thôi. Sau khi một ngày ngài ngủ chỉ một tiếng, thưa quý vị, Đức Phật của chúng ta rất là tuyệt vời. Ngài ngủ một tiếng đồng hồ trong một đêm thôi, nhưng sức khỏe ngài rất là tốt. Bây giờ nhiều lúc mình ngủ 8 tiếng, mình nói tôi ngủ chưa đủ, tôi phải ngủ là đau mắt quả phán quý vị. Nhưng ngài rất là tuyệt vời, ngài ngủ một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng ngài vẫn tươi mát, vẫn sáng ngời. Vì sao quý vị biết không? Thì hồi bài thơ sẽ tặng quý vị đó. Bởi vì ngài có cái inner happiness luôn luôn nuôi ngài về cái sắc tướng quý vị. Cho nên ngài khi nào ngài còn tươi mát cả. Nếu như quý vị đi theo ngài mà quý vị không nếm được cái hương vị đó thì quá uổng kiếp người đi. Rất là uổng quý vị. Thì Đức Phật nói rằng có 5 điều mà khó đạt, đó là gì? Sinh được kiếp người khó thay, thanh tịnh trong sạch kiếp này khó hơn, khó nghe được pháp cao cường, khó thấy Đức Phật tỏ tường viện thăm, khó thấy làm kịp tu tăng, cả 5 điều ấy khó khăn để làm quý vị. Thì hôm nay quý vị được làm người rồi, tại sao quý vị không nương vào cái dòng pháp của ngài để quý vị hưởng một chút hương vị Phật bậc? Thì bây giờ trở lại vấn đề, thì khi mà ngài ngồi sống, ngài ngủ dậy một tiếng sống, bắt đầu ngài đi vệ sinh. Vệ sinh thân thể sống thì ngài về, ngài ngồi thiền, thưa quý vị. Ngài ngồi thiền thì ngài dùng cái cặp mắt thánh này, ngài nhìn quanh thế giới để ngài thấy được hôm nay cái người nào đủ duyên cho ngài giáo hóa, đủ duyên cho ngài đồ để thành bậc thành nhân. Thì đến hôm đó ngài thấy là anh chàng vốn nào này là đủ duyên cho ngài đồ, và nếu ngài không kịp tay mà cứu anh chàng vốn nào này thì anh chàng vốn nào này giết mẹ, là sau khi giết mẹ quý vị biết nó trong một năm tội rất là trọng và sẽ rớt xuống địa ngục A Tỳ. Cho nên khi mà chàng vốn nào này đáng rượt người mẹ trong rừng sâu quý vị, Đức Thế Tôn mà chạy vào rừng, dùng thần thông bay vào rừng. Bay vào rừng thì ngài đi giữa người mẹ và chàng vô nạo. Thì khi chàng vô nạo thấy Đức Thế Tôn rồi thì không rượt người mẹ nữa, bắt đầu bị rượt Đức Thế Tôn. Khi mà rượt Đức Thế Tôn đó, quý vị biết đó là ngài đi mà anh chàng vô đạo và chạy, nhưng chạy không kịp ngài, bởi vì ngài dùng thần thông. Cho nên chàng vốn nào mình mệt quá rồi thì chàng mới quỳ chân xuống. Bắt đầu Đức Phật nhìn lui và Đức Phật nói rằng: này chàng vốn nào, ngươi hãy dừng lại đi. Thì ông này rất là ngạc nhiên, bởi vì ông đã quỳ xuống rồi, ông dừng rồi. Thì khi đó ông đi hỏi Đức Thế Tôn: này ông Gotama, ta dừng rồi. Ông chưa dừng. Thì sau đó Đức Phật nói: không, ta dừng rồi, ngươi chưa dừng. Bắt đầu ông này mới hỏi: ông Gotama, ta đã dừng rồi. Thì ông nói: ta chưa dừng, còn ông đang đi, tại sao ông nói ông dừng rồi? Bắt đầu Đức Phật của chúng ta mới nói: ông dừng là ông chỉ dừng cái thân vật lý này thôi, ông đi không nổi, ông dừng thân vật lý, nhưng về cái tâm tham lam, sân hận, si mê, chém diệt, ông chưa dừng. Còn riêng ta, ta đang đi, ta chỉ đi cái thân vật lý này thôi, còn cái tâm chém diệt, tâm sân hận, tâm tham lam, tâm ích kỷ, tâm si mê, ta đã dừng rồi. Quý vị biết không, nhờ câu nói ấy thôi, chàng vốn nào này tỉnh thức và bắt đầu đi theo Đức Thế Tôn lại ngài.
cho con quy y làm đệ tử Ngài và con xin đi xuất gia luôn. Thì quý vị, sau khi ông này đi xuất gia với Đức Thế Tôn rồi thì ông dùng một cái phương pháp mà Đức Thế Tôn đưa cái môn là gọi là thiền quán. Thì khi đưa thiền quán thì ông này học xong để ông chứng thành quả ngay tức thì luôn. Sau khi ông chứng thành quả rồi thì ông đến cái tuổi thọ nhắm mắt thì ông lìa cõi đời sống, quý vị biết á, những cái tội mà ông giết người kia không còn bảo oán ông nữa. Bởi vì ông chết rồi còn nghĩ rằng là ông không còn tái sanh nữa, gọi là vô sanh bất diệt, cho nên những cái tội giết trước đó ông không còn bị người ta oán cừu nữa. Như vậy ông đạt được cái hạnh phúc bình an và hạnh phúc miên viễn, hạnh phúc mà trong tiếng Anh gọi là everlasting luôn, không bao giờ khổ đau nữa. Thì đó, sứ giả hành kể câu chuyện đó để quý vị thấy được rằng cái từ bi của Ngài rất lớn. Nếu như Ngài không có cái đức từ bi đó thì chàng vô nào không được chứng thành quả mà còn đọa địa ngục bởi vì giết người mẹ thân yêu của mình. Đó, thì bây giờ cái đức thứ hai đó là gì? Tình đức, cái bí đức của Ngài. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta đến đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Quý vị nhớ cho sư nghe. Bây giờ từ nay về sau, quý vị đi lại Phật á, quý vị nhớ là sứ giả hành có chia sẻ những cái điều về Ngài là tình đức, bí đức, và có những cái hành nguyện cao cả trước khi Ngài chưa thành Phật Ngài đã làm, cho nên chúng ta đảnh lễ Ngài. Và bây giờ đi vào cái đức thứ ba đó là gì? Tuệ đức, gọi là Bánh Nha Gù Nạ. Thì đó là cái tuệ đức. Tuệ đức lại đây là cái trí tuệ của Ngài. Thưa quý đạo hữu, cái trí tuệ của Ngài vô cùng siêu việt. Hôm nay sư giật hành ngồi đấy, sư không biết hồi chúng này cái tấm tràng họ như thế nào cả. Nhưng đối với Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài nhìn được biết tâm trạng của quý anh quý chị cả. Rồi Ngài dùng cái trí tuệ của Ngài, Ngài đưa vào những cái lời pháp mà gọi là rất là phù hợp với tâm trạng của quý vị. Và cuối cùng cho quý vị chứng thẳng quả ngay tức khắc luôn. Và quý vị bớt khổ đau, diệt khổ đau ngay trong hiện kiếp luôn. Nhưng sư giật hành có cái là thua Ngài, bởi vì sư cũng có cái tuệ đức đó quý vị. Sư giảng chỉ giảng chung chung cho quý vị nghe thôi. Nếu ai cảm thấy ngồi mà đau chứng cử đổi tư thế thoải mái nghe quý ông chị nghe. Thì như vậy cho nên Ngài dùng cái tuệ đức của Ngài rất là tuyệt vời. Thì bây giờ sư cùng kể một câu chuyện để chứng minh cái tuệ đức của Ngài cho quý vị nghe. Thì khi mà Ngài xả lời Phất, chắc quý vị nghe rồi phải không? Ngài xả lời Phất, Ngài Mục Kiền Liên rất là nổi tiếng đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì Ngài xả lời Phất gọi là cánh tay phải của Ngài đó là bậc trí tuệ đệ nhất. Thì Ngài này á là có nhận một người học trò, mà người học trò này là vốn là một người thờ Kim Hoàng. Cho nên khi mà về ở với Ngài xả lời Phất thì Ngài mà truyền một cái pháp môn để tu. Nhưng Ngài đưa vào cái pháp môn về cái thân bất tịnh, cho nên cái chàng thanh niên này, bởi vì ngày nào chàng cũng thấy vàng cả mà, cho nên không phù hợp với cái cánh tịnh của anh ta. Cho nên anh ta tu suốt 3 tháng 10 ngày trường mà không được đạt được cái gì cả. Sau đó Ngài xả lời Phất mới gửi qua Đức Thế Tôn, nói thứ Ngài, người học trò của con tu tập với con thời gian rất là lâu, nhưng càng ngày nó càng khổ đau, càng ngày nó không đạt được sự bình an. Bây giờ con nhờ Ngài tìm cái phương pháp nào để phù hợp cho người đệ tử của con. Thì Đức Phật dùng cái thiên nhãn thống của mình, dùng trí tuệ của mình, biết được căn tịnh của người đệ tử. Từ chỗ đó Đức Thế Tôn mới là biết anh chàng này là người thờ làm Kim Hoàng. Cho nên Đức Phật mới vần dùng một cái đóa hoa sen bằng vàng thật luôn. Thì anh ta ngồi quảng chiều, anh ta thấy hoa sen đẹp quá. Tuy nhiên Đức Phật vần dùng thần thống, thưa quý vị, vần dùng thần thống và bắt đầu Ngài làm cho cái hoa sen đó nó héo dần đi. Thì khi mà hoa sen càng héo dần, càng tiêu đi quý vị, thì anh chàng mới thấy được, giác ngộ được cái sự vô thường của đóa hoa. Sự vô thường của đóa hoa thì anh ta mới chứng được cái quả thật, quý vị. Cho nên quý vị thấy chưa, cái câu chuyện này để chứng minh được rằng nếu anh chàng này mà không gặp được bậc minh sư thì anh ta bao giờ chứng thành quả cả. Cho nên Đức Phật dạy rằng trong hạnh phúc kính có 36 pháp hạnh phúc đó là gì? Không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trí hiền,
đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Đó thì Sứ Giả Hạnh kể câu chuyện để chứng minh rằng cái tuệ đức của Ngài rất là tuyệt vời. Thì bây giờ đó là những cái đức mà Sứ nói khi hồi đó là tình đức, bí đức và tuệ đức. Hôm nay chúng ta đảnh lễ Phật Ngọc Hòa Bình là bởi vì những cái đức cao cả của Ngài, chứ không phải là tới đây rồi xin Ngài ngày mai cho con trúng lottery. Ngài bao giờ cho đó quý vị. Tại sao Ngài cho chị mà không cho Sứ Giả Hạnh? Sứ đang đi bơ vơ xuống vào chùa, sao xin lấy lại Ngài cho con trúng lottery để con xây cái chùa thật lớn đi. Nếu như quý vị đi đảnh lễ Phật mà quý vị với tâm trạng đó, quý vị không được phước quý vị. Mà khi quý vị đảnh lễ Phật với tâm trạng hiểu được cái đức tính của Ngài, quý vị cúng dường với cái đức cao cả của Ngài, chính vì cái cúng dường đó quý vị sẽ có một cái phước màu rất là tuyệt vời. Và chính phước màu đó nó sẽ nâng đỡ cuộc đời quý vị trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thì nhân đây sẽ kể một cái câu chuyện về phước màu này là như thế này quý vị thấy nghe. Giống như ông Cấp Cố Độc quý vị nghe rồi phải không? Thì khi mà thời Đức Phật còn tại thì ông này là rất là giàu quý vị. Tuy nhiên ngày nào ông cũng cúng dường chứ tắm đống quả đi, cho nên tài sản của ông đến nỗi khẳng tầng luôn. Và lại bạn bè ông mượn bao nhiêu ông cũng cho cả, cho nên tài sản càng ngày càng kiệt quệ đi. Thì quý vị biết không, ngày đó còn một cái vị chư thiên ở trên mái nhà của ông Cấp Cố Độc ấy, bắt đầu xuống xuôi giặc ấp nói gì này ông Cấp Cố Độc, thôi ông đừng cúng dường bộ thì nó cũng nghèo hết cổ rồi. Thì ông Cấp Cố Độc này ông rất là tự tin, ông nói á, cô đang ở trên mái hiên của tôi nghe, nếu cô mà sủi tôi tập bày tôi đuổi đi ra khỏi nhà thôi đó. Từ giờ đó cô nên sợ quá, thì cô này không sủi ông nữa. Thì quý vị bị khóc 6 lần cúng dường đó quý vị, bắt đầu tất cả những người bằng hộ, người bạn bè đem lại trả tất cả tài sản cho ông Cấp Cố Độc. Ông giàu lên một cách rất là nhanh chóng, quý vị thấy chưa? Cho nên khi quý vị đến đảnh lễ xã Đức Phật Ngọc Hòa Bình với tâm niệm như vậy, biết hiểu được cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ mình, trí tuệ gọi là gì? Quý vị trí tuệ, quý vị cộng thêm cái chánh kiến của quý vị. Quý vị đảnh lễ Đức Phật, bên cạnh đó quý vị cũng nắm đồng bá trừ vào tâm bảo. Thì chính cái đức đó sẽ nâng đỡ quý vị. Chứ không phải quý vị đến, quý vị đảnh lễ rồi xin đến Ngài, Ngài bao giờ cho. Nếu cho thôi có thể dời tới xin Ngài, chọc Ngài cũng oai luôn quý vị. Thấy chưa? Nhưng mà cho thì cho Sứ Giả Hạnh trước, bởi vì Sứ Giả Hạnh là bà con của Ngài. Sứ có chiếc ý vàng tờ tờ giống Ngài không? Và lại Sứ có cái đồ trọc hơi trọc trọc giống Ngài nữa. Thì đương nhiên Ngài phải thương Sứ Giả Hạnh trước, bởi vì họ nói nhất cần thân, nhì cần lấn mà. Quý vị bà con xa đương nhiên Ngài cho sâu. Tại sao Ngài cho Sứ Giả Hạnh mà Ngài cho quý vị? Như vậy là Ngài ân phèn. Thì như vậy Sứ Giả Hạnh sẽ phàn nàn Ngài. Thì như vậy Ngài là một người cũng còn bị người ta chê. Cho nên quý vị đi đảnh lễ Phật Ngọc Hòa Bình với cái tư tưởng đó, thì cho quý vị cái chánh kiến trong hiện tại và chánh kiến trong tương lai. Mà cái chánh kiến vô cùng quan trọng quý vị, Đức Phật dạy rằng nếu con xây biệt thự cho cha mẹ con sống, nếu con cho cha mẹ con 5 tỷ, 7 tỷ mà con không cải hóa cha mẹ con quy tam bảo, không cải hóa cha mẹ con từ cái tà kiến vào cái chánh kiến, thì cái phước đức không là gì cả. Mà nếu như con cải hóa cha mẹ con từ cái tà kiến qua chánh kiến thì phước đức vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Bởi vì khi cha mẹ mình cải qua cái chánh kiến rồi, họ rõ cái con đường đi, và từ đó họ không còn trầm luân sanh tử trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đó, ví dụ bây giờ Sư nói một cái câu chuyện nhỏ thôi. Sư cho Sư Giả Hạnh ví dụ đi. Khi còn trẻ nét mặt Sư Giả Hạnh rất là lãng phải quý vị? Ví dụ vậy nghe. Thì nếu Sư Giả Hạnh người không có đạo lý trong tâm hồn mình, khoảng 10 năm sau bắt đầu Sư Giả Hạnh vào rạch rung mình xoáy cái mặt mình lại, bắt đầu thấy nét nhắn sao nhiều quá rồi, bắt đầu bị hối tiếc cái quá khứ đẹp đã đi qua rồi, làn da lãng đã đi qua rồi, bây giờ là cho mình cái làn da rất là nhăn, đôi môi nổi lên.
Thì nếu như sư giật hành không có đạo lý trong người, quý vị biết không, sư đau hái cải quý vị. Sư giật hành thường nói là bị hái mũi tên bắn vào một lần. Mũi tên thứ nhất đó là gì? Bởi vì người mình đã già đi rồi, nhắn đi mình buồn rồi. Mũi tên thứ hai mình tiếc nuối nữa, cho nên bắn vào tâm mình cả thứ hai nữa. Như vậy mình về chết hơn quý vị. Còn nếu mình có đạo lý trong người rồi, thì mình thấy Đức Phật dạy mà sinh lão bệnh tử, Thế Tôn lời dạy tỏ tường nắm điều quảng tường phải thường xẹp ra. Ta đây phải có sự già, thế nào chẳng thoát lúc qua căn tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào chẳng thoát đằng án mình lành. Ta đây sự chết sẵn dần, thế nào chẳng thoát từ sanh đến kỳ. Ta đi phải chịu phân ly, nhân vật quỷ mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Quý vị thấy chứ, nếu như mình có đạo lý trong người rồi, nét mặt mình có chuyện chí đi nữa, mình không buồn quý vị. Mình chấp nhận một cách thoải mái, cho nên khi mình cho cha mẹ mình cái chánh kiến, cha mẹ thoát khổ hiện tại và thoát khổ trong tương lai. Đó là cái sự tình đức, bí đức và tuệ đức. Khi chúng ta đi đảnh lễ Đức Thế Tôn, chúng ta nếu có được như vậy, chúng ta hiểu được cái đạo lý đó, chúng ta làm cái chìa khóa cho tâm linh của chúng ta hàng ngày. Sau đó mình đem cái chìa khóa đó gửi gắm lại cho thân bạn quyền thuộc, trong đó có cha mẹ của chúng ta, thì như vậy Phật Ngọc Hòa Bình, cho dù có đến đây hay không đến đây, thế giới này sẽ bình an thưa quý vị. Còn nếu Phật Ngọc Hòa Bình đến đây mà quý vị không lo tu, quý vị cứ chạy theo cái dục lạc trần thế, thì cùng 10 ông Phật Ngọc Hòa Bình đến đây cùng vật lá rồn ràng, cùng vật là đau buồn, cùng vật là tham lam, cùng vật sân hận. Cho nên nếu như anh muốn thế giới bình an, chính anh bình an trước. Sau đó thân bằng quyền thuộc anh bình an, xóm làng anh bình an, thành phố anh bình an, đất nước anh bình an và thế giới anh sẽ bình an. Còn nếu không, không bao giờ có bình an. Cho nên hôm nay quý vị đến đây đảnh lễ Đức Phật Ngọc Hòa Bình. Nếu như quý vị đi theo dấu chân trần của Ngài đã đi qua, thì sư hy vọng rằng những ngày tới đây mảnh đất này sẽ an bình, và trong những ngày tương lai thế giới này sẽ an bình. Quý vị hiểu chưa? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ đi vào cái điểm thứ hai của bài giảng của sư trong phần 4 này là tại sao chúng ta đảnh lễ giáo Phật. Quý vị thấy Đức Phật của chúng ta đã nhắm mắt hơn 2500 năm rồi. Bây giờ ai Ngài để lại cái chi cho chúng ta để chúng ta có cái hướng vị pháp bảo để chúng ta áp dụng, để chúng ta rồi để chúng ta có cái giải thoát. Thì bây giờ chỉ có cái hướng vị pháp bảo của Đức Phật thôi. Thì sau khi Ngài nhắm mắt lìa đời, Ngài để lại 8 tàng kinh điển, đó là gì? Tàng kinh, tàng lực và tàng lượng. Thì bây giờ hôm nay chúng ta là những người hậu thế đã cách Đức Phật hơn 25 thế kỷ rồi, nếu không còn Ngài bây giờ chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta nhờ vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nếu không có giáo pháp của Đức Thế Tôn, cuộc đời này sẽ trở thành màu đen, quý vị, đen mà gọi là cà phê đen đậm luôn á, cho đừng nói đen vừa vừa. Sư thì cũng bao giờ sư uống cà phê quý vị. Nhưng có ngày sư cũng nghe người ta nói là cà phê đen, mà sư cho thêm chục nữa là cà phê đen đậm luôn á. Cho nên quý vị biết đó, thì giáo pháp của Ngài rất hay. Giáo pháp của Ngài nó sẽ xóa đi những cái gì trên trần thế này. Nhân đây sẽ tặng quý vị một bài thơ là Kình Tri Ân Pháp Bảo, do sư thực hành làm năm 2007. Và sau khi được cái pháp của Đức Phật mà sư thực hành sẽ cảm thấy hạnh phúc quá, thì sư làm bài thơ này xin đọc cho quý vị nghe. Pháp Phật là pháp nhiệm mầu, là thuộc linh diệu, là tàu tiện đưa. Pháp Phật như những cơn mưa, gội rửa nhớ nhớ bài bừa nương dâu. Pháp Phật là rất thâm sâu, trì những căn bệnh âu sầu thảm thương. Pháp Phật như những con đường, giúp người du lịch vượt phường đêm sao. Pháp Phật cùng tột vị cao, trợ giúp hành giả vượt hào trầm lưng. Pháp Phật rời khắp chung quân, đến những ai không mong lung tâm hồn.
Phật Phật tờ đọa sen hồng phạm Phật hương vị đến lòng cả con. Phật Phật như cánh măng non khiến người thưởng thức thỏa lòng hỷ hoan. Phật Phật là Phật khôn ngoan chờ người hành Phật thuộc vòng tử sanh. Phật Phật tờ đồng lửa xanh khiến người chiêm bái trở thành trẻ trung. Phật Phật mảnh đất trung dung khiến người quá lại ung dung thanh nhàn. Phật Phật sắc bén vô vàng khiến người hành Phật nhẹ nhàng tâm can. Phật Phật như nửa hương giang mài làm mát lành lòng chàng vàng du. Phật Phật là Phật đệ tu khiến người tinh tận công phu đêm ngày. Phật Phật là liều thuộc hay sau khi điều trị đổi thay tinh thần. Phật Phật là để rửa tâm trợ giúp hành giả thoát dần khổ đau. Người ơi hãy gắn tu mau để mà vượt khỏi khổ đau luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị thấy chưa, thì chỉ có cái giáo pháp mà làm cho tâm hồn của chúng ta mát mẻ thôi. Thì nhân đây sẽ kể một câu chuyện rất là vui quý vị. Thì quý vị biết ông thân của Sư Giác Hạnh mất bữa 27 tháng 1 á. Thì Sư Giác Hạnh là bay về ở Việt Nam để lo đám tang cho ông cụ. Thì trong thời gian đó anh chức tình là liên lạc email với Sư rồi mời Sư qua đây thôi. Thì quý vị khi đó Sư Giác Hạnh ở Việt Nam 4 tháng. Thì trong 4 tháng thì qua có bay qua Miền Điện 10 ngày để làm từ thiện quý vị. Khi đó rồi bắt đầu khi mà ra ở tại phi trường Hà Nội á, quý vị biết có hai vợ chồng người Israel. Ông mẹ bà mình nhìn sư thì bà nghĩ rằng đấy là một vị tu sĩ. Thì bà hỏi mình sư, sư có phải tu sĩ Phật giáo không? Sư nói dạ đúng rồi. Bà bá mẹ hỏi như thế này, sư Giác Hạnh ơi, con người tôi nóng lắm. Tôi gặp ai là tôi nổ đó. Tôi nổ mà đi nổi ai gần tôi là giống như bom vậy. Làm cho nổ bỏ tung hết á. Thì bây giờ sư là một người đã thường thực tập trên con đường Đức Phật. Mà tôi nghe Đức Phật rất là người bình an. Mà sư là đề từ ngày bây giờ sư có cái cách gì sư cho tôi không? Thưa quý vị nói bằng tiếng Anh nghe. Bây giờ sư chỉ dịch tiếng Việt thôi. Thì bắt đầu sư mình nói bây giờ tôi có 3 cái cấp độ gọi là 3 levels. Thì cái level thứ nhất á, thì thực ra nó hơi khó cho bạn. Nhưng level thứ hai á, thì nó dễ hơn một chút. Và level thứ ba thì nó quá dễ đi. Nếu như bạn chọn một trong ba cái level này mà bạn áp dụng được á, thì đương nhiên cuộc đời bạn bám dần hơn ai nữa đó. Thì bắt đầu sư mới đi vào cái level thứ nhất. Sư nói bạn bị không, nếu như bạn muốn làm cái tấm nóng dần của bạn lắng xuống ngay tức khắc thì bạn chỉ có cào đầu vào chùa tu với tôi thôi. Nhưng bạn tu mà cái tu chưa nói, nhưng bạn phải hành thiền giống như tôi vậy. Bởi vì sao? Khi bạn hành thiền á, trong thiền anh gọi là trong thiền phạm của Đức Phật gọi là Vipassana meditation, Vipassana bhavana, mà trong thiền anh gọi là insight meditation, có nghĩa là thiền quán hay là thiền tuệ, dùng cái tuệ của mình. Thì sư mình nói đi, cái thứ nhất là bạn cào đầu vô chùa tu với tôi, rồi sau đó bạn thực tập cái môn thiền quán. Bởi vì thiền quán làm cho mình một cái phương pháp á, nhìn tất cả những cái tâm sinh khởi trong mình, nhìn tất cả những cái hành động mình, lời nói mình, khi mình nhìn được nó thì mình sẽ control được nó. Còn nếu mình không nhìn được nó thì nó sẽ làm như cho mình giống như một chủ ngựa hoang, nó là chủ khỉ quý vị. Nhưng đây sư lại nhớ lại cái bài thơ khỉ của khi sư vô chùa tu quý vị. Khi sư vô tu thiền thì cái tấm sư nhảy qua đi. Thì sư đọc tặng bài thơ này trước rồi sau đó sư quay lại nghe. Thì cái bài thơ này là khó hiểu được tấm người. Thì khi sư vô ngày đầu sư chưa thấy cái tấm sư đâu. Đến ngày thứ hai bắt đầu nó lắng xuống, mình thấy mình thấy cái tấm mình, trời ơi nó nhảy qua Úc, nó nhảy về Đức, nó nhảy về Việt Nam, nó nhớ bàn, nó nhớ những cái món ăn năm xưa quý vị, nó nhảy lung tung. Thì ngày thứ ba bắt đầu nó lắng xuống nữa, ngày thứ tư bắt đầu nó lắng xuống, ngày thứ năm bắt đầu nó yên, nó nằm yên về đó. Thì quý vị thấy kỳ con bê vàng hay là con bò nhẹ thì chứ, khi mà nó mới đẻ ra 3 tháng á, nếu như quý vị tách khỏi mẹ nó, quý vị cột riêng một bên, thì nó ngày đầu nó vùng rất là mạnh, bởi vì nó sợ.
Nhưng đến ngày thứ hai là nó yếu đi, nó nằm lắng lắng xuống lại. Ngày thứ ba nó mệt quá, nó nằm ngay luôn. Thì tấm mình cũng vậy, bởi vì ngày đầu ghê lắm. Cho nên sư giảng hành mới làm bài thơ khó hiểu được tâm người. Tấm ta như vườn chuyền cần phục đế giấy đỏ lên nhằn xuống thân. Tấm người vô tình không chân, chỉ vì thế ấy vong thân ra ngoài. Nếu ta không vừa chẳng mài, tấm ta mài cử như ngài khỉ vua. Nó hay mùa mày bùa xua, lúc cười lúc khóc như mưa tháng mười. Chúng ta thường thấy đời ơi, khi thì nhảy nhót lúc lười ngựa thân. Lòng lúc nó nhảy lần chân, nhiều lúc nó phóng lên tầng mây cao. Tấm người bạn tình xôn xao, nay đây mai đó chỗ nào cùng thăm. Làng trên xóm dưới đều chăm, thăm quê thăm được thăm năm châu cùng. Nói đến tấm thật không cùng, chính vì lẽ ấy phải dùng quản thân là dùng hơi thở quý vị. Ngày ngày ta cố niềm thân, như vậy ta đã trọi tấm trên mình. Nói chung tính tận nhiệt tình, từng giấy từng phục niềm mình cổ tâm. Từ đây tâm buộc trên thân, như thế đã thẳng anh chàng lang thang. Thưa quý đạo, quý vị thấy chưa? Bây giờ sư không phải nói chàng quý vị ở đây cho tâm quý vị đang ở ngoài kia. Họ nói là tấm tài hại trung sao minh thủy, ngày ngày lên núi hạ tìm non. Tấm đã vừa ở giữa biển rồi mà lại đi tìm nước quý vị, mà ngày ngày ở trên núi rồi mà lại đi tìm non, đó là cái bản tâm của mình quý vị. Cho nên mình cứ khổ đau hoài là vậy. Thì hôm nay Đức Phật học hòa bình xuất hiện ở đây để đếm những cái phòng dòng pháp dù do Đức Phật hòa bình đã thuyết giảng trước đây, và từ những vị tăng đại diện cho Đức Phật để truyền đến quý vị, hầu mong làm cho quý vị vơi đi bớt khổ đau. Chúng thôi quý vị khổ hoài. Mà Đức Phật nói á, nhân đầu thì quả đầu, nhân dưa thì quả dưa, nhân ngô thì quả ngô. Thì tương tự như vậy, Đức Phật nói hiền kiếm nguồn, tương lai sầu kẻ khổ nào âu sầu cả hai. Ước nào sầu khổ đéo dai, thể nghiệp ác tạo tâm hoài hận ân. Hay là kiếp này án tương lai vui, kiếm tâm tạo phước án vui mãi hoài. Chính người ấy vui an bài, thấy nghiệp thiền tạo tâm hoài an vui. Quý vị thấy chưa? Bây giờ quý vị không gieo những cái nhân tốt, mà quý vị cứ tới xin Phật Ngọc Hòa Bình. Nhiều lúc Phật Ngọc Hòa Bình cũng bực mình, lúc quý vị những ngày nó nổi ra. Ngài nói ô sư Giật Hành ơi, sao hai ngày nay 10.000 người tới xin ngài này mệt quá con. Chiều đi sư Giật Hành lên giải thích cả nên giúp cho ngài nghe và sư lên đây đấy quý vị. Hay chưa? Cho nên quý vị phải biết nghe, quý vị đi theo Phật, quý vị phải hành như thế nào. Nếu quý vị hành đúng là quý vị bình an, không cần ngại chồng. Thì hôm nay sư Giật Hành đổi da, thay thịt, đổi tóc bạc, tóc đen thành tóc bạc thành tóc đen cũng nhờ giáo pháp của ngài quý vị. Chính vì vậy cho nên những cái dòng pháp của sư là từ trái tim của sư, không phải trên lý thuyết không mà thôi. Nhưng khi sư soạn bài thì sư vẫn có một cái sườn bài đầy đủ để mình nói cho nó cuốn hút khán thính giả, và khán thính giả có cái đức tin vào cái sườn bài của mình mà thôi. Đó, thì bây giờ giáo pháp của ngài mới rửa sạch được tất cả những cái bờn nhớ trong trần thế này, đặc biệt cái bờn nhớ trong cái đầu sư Giật Hành. Quý vị thấy chứ, đầu sư Giật Hành bên ngoài bận lắm, nhưng bên trong cái bờn nhớ nhiều lắm quý vị. Sứ nói quý vị nghe, nói sứ bận nhớ trong này rất là nhiều, đó là gì? Tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, ngã mạn, ganh tị, bọn xẹt, keo kiệt, vân 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 vân. Thì hôm nay cùng máy mạng sứ cảm ơn quý vị, bởi vì quý vị ngồi đấy sứ Giật Hành chia sẻ giáo pháp. Thì hạng văn có câu phạt văn văn tự kỳ, khi anh nói ra là anh phải tu giống như vậy. Còn anh tu thì anh nói người ta không tin đâu, đặc biệt ở sư Mỹ quý vị nè, sư Mỹ rất là thiệt thực. Đó, thì bây giờ á, giáo pháp của ngài rửa sạch đi những cái bờn nhớ trong đó, ví dụ hận thù. Thì nhân đây sẽ kể một câu chuyện hận thù cho quý vị nghe. Thì nhờ cái dòng pháp của ngài mới rửa sạch được thôi. Còn không thôi, mỗi thù truyền kiếp nó cứ kéo dài đắng đắng. Thì sư nhớ không lầm vào cái câu Phật cụ số 5. Nếu như quý vị vào cái câu chuyện Phật cụ số 5, thì trong câu chuyện số 5 này á, là có một con quỷ chẳng tin ăn thịt người.
và một cô gái con của ông địa chủ. Thì hai người này còn mối thù truyền kiếp. Thì nhân đây sư xin kể cho quý vị nghe. Vào thời Đức Phật còn tại thế thì có một hai vợ chồng ông tỷ phú ở xứ Ấn Độ. Của cải nhiều lắm quý vị. Nhưng bất hạnh thấy hai người này cũng có một người con nào cả. Bắt đầu ông ta mới bàn với bà vợ, nói em ơi thôi bây giờ nhà mình tài sản nhiều quá đi, mà cũng có người con kể thừa thì quá ổn đi. Bây giờ xin hỏi dòng đời một chút nghe, bây giờ em để cho anh cưới thêm một bà vợ bé nữa. Thì bà này mới chấp nhận. Tuy nhiên sau khi bà cưới về thì bà biết được cái bà vợ hai này có mang thai. Bà ta mới bắt đầu mánh nha ganh tị rằng, nghĩ rằng nếu như cái bà vợ hai này có đứa con là ông chồng mình sẽ ghét mình và thương bà kia hơn. Quý vị thấy chứ khổ đau rồi quý vị. Ở đâu có tham ái ở đó có khổ đau. Sư hôm nay sư chỉ mong quý vị làm sao mà thảo gỡ ra cho sư một chút thôi. Là đó là quý vị đã cúng dường cho tam bảo trong đầu cõi sư quý vị. Thì quý vị biết là bắt đầu bà này bà mánh nha ganh tị như vậy thì ngày nọ bà nấu cơm, bà bỏ thuốc độc vào trong xong, trong nồi ấy. Thì cái bà vợ bé này ăn vào thì chết đi quý vị. Thì đứa con trong bụng chết đi. Rồi bà cũng chết luôn. Thì sau kiếp đó cái bà vợ bé mới tái sinh lại làm con mèo. Bà vợ chỉnh tái sinh lại làm con gà. Mà con gà mãi đẻ ra cái trứng nào thì con mèo nó đớp hết quý vị. Quý vị thấy không? Rồi đến kiếp thứ hai thì bà vợ chỉnh lại sinh làm cái con bạo cải. Bà vợ bé làm sinh một con hươu cải. Con bào này nó ăn lại con hươu này. Giờ sợ cho quý vị thấy không? Rồi kịp tế kế tiếp nữa thì cái cô vợ bé này tại sinh được làm người và sinh được một đứa con. Thì cái bà vợ chính này tại sinh lại con quỷ chằn tinh ăn thịt người. Khi mà bà này mới đẻ được con ra thì con quỷ chằn tinh này nó chờ thời để nó chụp cái con trẻ thơ đó để nó ăn. Thì khi đó thì cô đó nghe như vậy thì cô thấy cái đứa con mình quý ngập quá rồi. Bắt đầu cô ta mới biết là Đức Thế Tôn đang thuyết pháp ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Cô ta mới bồng đứa con chạy thẳng vào và đặt chân xuống, đặt đứa con ngay cái bàn chân của Đức Phật và nói ngài bạch ngài, ngài cứu đứa con với. Thì khi đó con quỷ chằn tinh đó nó vẫn chạy vào chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Nhưng khi nó chạy vào còn bởi vì cái tấm nó ác độc và đi thì những vị long thần hộ pháp hay chư tiên chặn nó lại không cho nó vào. Tuy nhiên Đức Phật biết được, Đức Phật nói cứ cho nó vào đây để ta nói pháp cho nó nghe. Thì khi nó vào thì nó ngồi gần cái cô này bỏ đứa con trước chân của Đức Phật thì con ngồi như vậy. Con vị chẳng tính ngồi như vậy thì Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Thì Đức Phật kể lại mối thù truyền kiếp của hai người này. Từ chỗ đó quý vị biết không, hai người này chứng cái quả thánh thứ nhất. Trong Phật giáo có bốn quả thánh, đó là gì? Mình gọi là quả thứ nhất, quả thứ nhì, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Hay là trong phần người gọi là Tu Đà Hoàn, A-na-hàm, Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Thì khi mà vô quả thành thứ nhất đó rồi á, là quý vị biết không còn ganh tị nữa. Tâm ganh tị hết luôn. Thì chính nhờ cái quả thành đó cho hai người này không còn hận thù nhau nữa. Cho nên Đức Phật nói cái câu Phật cụ bốn câu mà sư giật hành dịch thơ như thế này: hận thù không diệt hận thù. Chúng ta mà thấy thiên thu trong trần, từ bi diệt hận sạch ngần, đó là định luật vận hành nghìn thu. Quý vị đọc theo sư nghe: hận thù không diệt hận thù. Chúng ta mà thấy thiên thu trong trần, từ bi diệt hận sạch ngần, đó là định luật vận hành nghìn thu. Đó, bây giờ xin cho ví dụ thôi. Ví dụ chị A, chị lên chị tạc sư một cái. Sư tạc qua lại, chị tạc qua lại, sư tạc qua lại, chị tạc qua lại, không bao giờ chậm dứt cả. Nhưng khi chị tạc sư một cái, sư vẫn ngồi im. Ngồi im vậy. Chị tạc cái thứ hai sư vẫn ngồi im. Chị tạc cái thứ ba là chị không nợ nào, chị tạc sư ngồi nữa.
Và có những người bằng ngờ đang ngồi quán sư, họ sẽ nói: trời ơi, sao chị tạc sứ như vậy, sứ nói gì chị cứ tạc hoài vậy, như vậy người gì, người chị là cái hàng gì, tấm chị ra sao? Thì từ chỗ đó chị á phải dừng lại thôi. Còn nếu sứ cứ tạc quá tạc về, tạc quá tạc về như vậy á, thì không bao giờ dừng đổ nhau, dừng chiến tranh, dừng thù hận. Cho nên chỉ có cái giá trị của Phật Ngọc Hòa Bình, giá trị cái tư tưởng của Ngài, mà giống Ngài quá khi mà khai mạc ở đấy á, Ngài Trí Tuệ nói đó, khi mà họ bầu chọn thì họ bầu chọn chỉ có đạo Phật là đạo an bình nhất thế giới. Mà trong đó những người Thiên Chúa giáo bầu chọn, những người Ký Tô giáo bầu chọn, những người Cơ Đốc giáo bầu chọn cho Phật giáo của chúng ta. Cho nên chỉ có Phật giáo mới đem lại sự hòa bình. Thực ra đạo nào cũng có cái đường lối, nhưng bây giờ chúng ta đang theo đạo Phật thì tôi thấy rằng đạo Phật có cái đường lối rất là hay. Cho tôi không chê đạo người ta mà khen đạo mình như vậy unfair quý vị, để người ta tự đánh giá thôi. Tuy nhiên con đường mình đang đi mình thấy rất là tuyệt vời quý vị nè, rất là tuyệt vời. Quý vị hôm nay quý vị phải xứng đáng quỳ lại dưới Đức Thế Tôn Phật Ngọc Hòa Bình. Quý vị nói con may mắn quá, con làm đệ tử của Đức Thế Tôn, từ nay về sau con nguyện một lòng một dạ con đi theo dấu chân trần của Ngài, không để Ngài mừng cho con mà để vì cứu khổ con trong hiện tại và cứu khổ con trong tương lai. Được chưa? Quý vị đã thấm hiểu những gì sư chia sẻ chứ? Sư giảng quá dễ hiểu lắm quý vị. Đó thì bây giờ tại sao chúng ta đành lễ tăng? Quý vị thấy Đức Phật đã qua đời rồi, hơn 2500 năm về trước rồi, giáo pháp Ngài còn đi lại đó. Nhưng nếu hôm nay mà không có thầy Bảo Thành, không có Ngài Rinpoche từ Canada qua, không có sứ giả Hành ở đây, thì làm sao quý vị hiểu được giáo pháp Đức Phật? Khó lắm quý vị. Họ nói không thầy đổ mày làm nên, phải có thầy cái đó mà chỉ đường cho mình. Quý vị hồi này sứ giả Hành kể những câu chuyện, ngay cả mình gặp thầy ác bàn tà, họ hướng dẫn mình đi còn sai lầm, huống gì là mình không có thầy, có bậc minh sư thì sao? Cho nên quý vị tăng hay là cộng đồng tăng già bây giờ xuất hiện, cho dù ở Mỹ hay là ở Việt Nam hay là ở một cái xó nào, cái vai trò của họ rất quan trọng. Quan trọng sao? Bởi vì nhờ họ mà mình hiểu được giáo pháp quý vị. Còn nếu những cỏ họ quý vị bao giờ hiểu được giáo pháp, không hiểu được giáo pháp quý vị không đi đúng đường. Quý vị không đi đúng đường, khổ đau chồng chất. Khổ đau chồng chất, nét mặt nhăn và sầu rất là nhanh. Và nét mặt nhăn và sầu rất là nhanh thì cuối cùng tuổi thọ giảm xuống và chậm dứt cuộc đời rất là nhanh. Bây giờ trở lại cái câu chuyện hai vợ chồng ông Israel kêu xin đi qua một chút rồi. Thì như thế này nghe là khi đó sư nói như vậy thì sư mình nói niệm với cô và mà cô cào đầu tu rồi cô hành thiền thì cô sẽ thấy tâm cô. Tuy nhiên cái này rất khó bởi vì bây giờ cô đứng bên cô đang có một ông chồng. Bao giờ bỏ chồng được mà sư cũng khuyên cô bỏ chồng. Bởi vì Đức Phật nói niệm với con lên chùa, muốn lên chùa tu thì con phải có trách nhiệm về vợ, về con, về chồng, về chồng chắc. Nếu như con đã phụng sự cho chồng con, vợ con, rồi con cãi chậu chắc tốt lành là con đã tu rồi. Không cần phải bỏ theo ta mà để cho chồng mình đau khổ, để cho vợ mình lăn lóc, để cho con mình trôi dạt vào thì như vậy đừng đi theo. Thì sư nói bây giờ cô đang có chồng như vậy rồi, cô không đi theo sư được đâu. Cô phải thích nghe chồng của cô. Đó là phương pháp thứ nhất, chắc cô không làm được rồi. Cô nói khó quá sư Nhật Hành lắm. Đến cái phương pháp thứ hai, sư nói cái này thì nó dễ hơn cho cô một chút. Thì cô thấy á, khi mà có người ta nổi dần lên trong Phật giáo gọi là sân, thì cô thấy mọi người khi mà họ nổi sân lên nét mặt một là chuyển màu đỏ, hai là chuyển màu tím phản quý vị. Họ nói là khi chưa đập người ta thì mặt đỏ như khoan, mà đập rồi thì mặt vàng như nghề đó. Mà nói tiếng Sài Gòn cho quý vị hiểu một chút, chưa đánh người ta thì mặt đỏ như khoan, mà đánh người ta thì mặt vàng như nghề phản quý vị. Đó, thì như vậy á, cho nên khi mà một người sân hận lên thì nét mặt họ một là chuyển đỏ, hai là chuyển vàng, và ba là chuyển tím đi. Thì tại sao vậy? Bởi vì cái dòng máu trong tuần hoàn cơ thể mình nó circle hay nó chạy rất là nhanh, nó hoạt động rất là nhanh và nó thiếu đột những cái tế bào của ta rất là nhanh. Chính vì vậy nó làm cho cái nét mặt ta đỏ lên, già nhanh và xấu đi.
Thì khi mà già nhắn và xấu đi rồi thì như vậy nó tổn hại cho mình quá. Ngày mai đi ra khỏi nhà, rồi cô A tại sao cô làm gì đến hôm qua bây giờ thì nếu mà có đồ nhiều vậy? Cái đầu mình đâu có gì đâu, nhà có bình an lắm. Nhưng thực ra mình cũng dậu được tâm hồn của mình, quý vị. Cho nên hiện lên cái mặt thì Đức Phật là tống xúc tưởng á. Nếu như tâm anh đã là một kẻ trồn rồi thì nét mặt anh bao giờ tu sĩ cả. Mà tâm anh đã một kẻ tu sĩ thật sự rồi thì nét mặt anh bao giờ kẻ trồn cả. Hai cái này nó có good connection, quý vị. Nó đi với nhau rất là chặt chẽ. Nếu anh hạnh phúc đấy là anh tươi ở đây. Nếu anh hèo ở đây thì đương nhiên tâm hồn anh đau khổ. Quý vị thấy không? Công nhận không? Cho nên quý vị phải làm sao đó mà quý vị để cái tấm chùi quý vị tưới mát, để có niềm mặt không cần cosmetic nữa thì rất là hay. Thì bây giờ trở lại thì xin nói như vậy thì cô, khi cô như vậy thì cô giận, thì cô già nhanh và cô chết nhanh. Thì như vậy đó là cái tổn hại của nóng giận. Thì cô thấy cái tổn hại đó, tại sao cô không bỏ cái tấm nóng giận của cô đi? Thì cô nói cái này thì hơi dễ một chút, nhưng cũng hơi khó sư các anh ơi, và đi khó thầy đó. Thì xíu mình nói bây giờ tôi cho cái level cuối cùng là dễ nhất. Thì bây giờ tôi, cô là theo Thiên Chúa giáo, tôi là theo Phật giáo. Thì Phật giáo của tôi là dùng cái từ bi, bên cô là bác ái. Thì bây giờ á, ví dụ tôi đang ngồi cạnh cô này và chồng cô, nếu tôi là một người trí tuệ á thì tôi bao giờ tôi quậy rầy cô cả. Bởi vì tôi nói là nỗi đau của tôi là chính nỗi đau của cô mà, làm sao tôi quậy rầy cô cả. Thì như vậy người trị, bậc trị không bao giờ quậy rầy cô. Mà những người đã quậy rầy cô bởi vì vô minh, gọi trong tiếng Anh gọi là foolish man. Thì người ngu, người vô minh mà quậy rầy mình. Thì nếu như vậy tại sao mình không dùng cái tấm từ bi, tấm bạc ái để mình tha thứ cho họ? Nếu họ trị tuệ như sư Giật Hành thì nói lại câu cho đà cái già mình. Nhưng họ cũng trị tuệ, họ vô minh thôi, tha thứ và very easy for you to forgive to him. Thì sư nói vậy, thì bà nói ồ, bà mình nghi quá, bà dịch cho ông chồng, bà nói ồ, ông sư nhưng nói hay quá anh ơi. Thì hay là sư qua ở quê hương của tôi đi, rồi ngày nào tôi đến chùa với sư. Mà nói vậy đó. Đó thì sư kể câu chuyện đó, chỉ có giáo pháp Đức Phật quý vị mới làm cho ta bớt khổ đau. Quý vị thấy trong thế giới này bao nhiêu người giàu, tiền là tỷ tỷ đô la, những tấm hồn mà càng khổ đau. Họ nói là Tổng thống Gandhi của Ấn Độ nói rằng tất cả những của cải trong thế giới này đủ cho tất cả mọi người dùng, nhưng không đủ cho một người có lòng tham vô đại. Quý vị thấy không? Cho nên chỉ có giáo pháp Đức Phật thôi mà làm cho quý vị tươi mát, làm cho quý vị trở thành những con người hạnh phúc thôi. Chứ còn biết bao nhiêu người giàu những họ vẫn đau khổ. Giàu rồi muốn giàu thêm, con đã vô cái chức giám đốc rồi muốn chức cao hơn nữa. Quý vị thấy không? Nhưng cuối cùng quý vị thấy, cuối cùng mình đếm cái gì đi quý vị? Có ai chết nằm tay không? Quý vị nói cho sư nghe vậy. Không có phải không? Ai chết cùng là tay giăng ra bởi vì dòng máu nó cứng ra. Nó giăng ra bởi vì những cái sự gần không hoạt động nữa. Cho nên sư Giật Hành nghĩ rằng cuộc đời mình là mình đến đây hai bàn tay trắng, và ra đi hai bàn trắng tay. Nhân đây hạ tặng quý vị một bài thơ, chỉ tay trắng thôi. Cho nghỉ một chút đầu quý vị nghe. Thưa quý đạo hữu, cái bài thơ này là chỉ tay trắng thôi, mà sư Giật Hành nghĩ rằng khi mình đến đây hai bàn tay trắng, vào một ngày mình ra đi, cho dù mình có giàu có đi nữa, mình cũng ra đi hai bàn tay trắng. Cái quan trọng là cái nội tâm của chúng ta. Mình đi là do cái nội tâm này thiền hay ác để mình đi lên hay đi xuống thôi. Thì sư xin hát bài này nghe. Bài này có ai tập hát, sư tự hát không? Việc thơ ra rồi sư tự hát. Lầu son gắn tía chi tạm thôi, gia trì bên trong mây tuyệt vời, ôm ấp làm chi cho phiền lì, nhắm mắt lìa đời tay trắng thôi. Vợ đẹp con thơ trong dễ thương, gia trì bên trong mời thiền đường,
bám chặt làm chi cho khổ chi, khi mất nhầm rồi chỉ đơn phương. Sẽ sang lòng lấy gian đẹp xinh, gia trì bên trong thân chỉ tình. Ôm ấm làm chi cho phiền toái, vô thường thăm viếng chi một mình. Tài sáng đông đầy cảm vui tâm, gia trì bên trong mới nhận trần. Khỏe khoan làm chi cho mệt chi, sông thần thầm lại cô đồng vân. Hai chữ vô thường hãy nhớ mang, sẵn na hằng sông làm mòn hàng. Mỗi khi vô thường đến thăm viếng, một mình cô đồng chiêng đi sang. Xin hiện từ hai chữ vô thường hãy nhớ mang, sạc ná hàng sống làm món hàng. Mỗi khi vô thường đến thăm viếng, một mình cô độc chuyển đi sang. Thưa quý đạo hữu, hôm nay sư Dược Hành tặng quý vị bài thơ vô thường đó. Phải quý vị về rồi, cho người ta nhà đi. Cho nhà đi là gì mà quý vị? Hay là nói đến lấy cụng chùa xả lời, thầy cũng muốn giữ nổi nữa. Cho nên nói như vậy để quý vị đừng bám chặt vào nó thôi. Quý vị chỉ dùng nó như một cái phương tiện thôi. Hay là bây giờ nghe sư Dược Hành nói rồi, bây giờ về cho xe đồ hệ tích. Kêu sư Dược Hành ơi qua đây con cho chị xe Mercedes đây. Chứ nói trời ơi tôi ở Florida mà bây giờ ở bên Maryland làm sao nhận xe của cô ạ. Thôi cô cho từ thiện đi cô. Đó, thấy chưa? Không phải nói như vậy để rồi quý vị về chán trường những chiếc xe, những ngôi nhà, những người vợ đẹp, những người chồng thơ, những đứa con ngoan. Mà nói như vậy để quý vị đừng bám chặt vào những gì mình đã có. Nếu quý vị càng bám chặt này, quý vị ra đi, quý vị đi không nổi. Quý vị biết không, sư Dược Hành năm nay là 47 tuổi, nhưng sư đã chuẩn bị cái chết cho mình 10 năm rồi quý vị nè. Cho nên khi nào đến kêu sư Dược Hành rất bình an để ra đi. Sư chỉ tiếc cái là bây giờ mình nhờ xã hội, nhờ những bạn Phật tử ở Canada cho mình ăn học, ra trường tại Tích Lan và Miền Điện, thì bây giờ mình làm sao đó để mình phục vụ lại xã hội, để mình đem cái lời lạc cho họ và cho mình thêm, để mình tạo những cái ba la mật thêm thôi. Còn nói mà bây giờ mỗi khi vô thường đến thăm viện tới kêu sư Dược Hành đi, sư vẫn đi một cách từ tài và ôn dung quý vị. Đó, quý vị cố gắng làm sao đó, quý vị đừng bám chặt. Nhưng đây chỉ kể chuyện bám chặt chứng minh nghe. Thì khi mà Đức Phật còn tại thì có một vị sư, vì mới nhận cái bộ ý rất là đẹp quý vị. Bắt đầu về thì thấy được bộ ý mê quá, cái thời đó mới có bộ ý rất là hiếm. Bắt đầu mê bộ ý quá thì trong lúc đang mê thì cái cơn gió thường đến á, tới nói thưa sư A, sư ra đi với tôi cho rồi. Có nghĩa rằng chùa Diêm Vương tới mời ra đi, sự chết chậm dứt quý vị. Thì trong lúc nhắm mắt lìa đời thì quý vị này bắt đầu đang còn đậm say trong bộ ý. Từ chỗ đó là vị này tái sinh lại thành con rần trong tà ý quý vị. Con rần là con bớt, bớt hả? Dạ, thì khi đó những người đệ tử của Đức Thế Tôn muốn đủ cái bộ ý đó. Mà những ngài nói không, cả con phải đợi 7 ngày sau. Bởi vì sao ngài biết được cái kiếp của con rần này chỉ 7 ngày thôi. Sau khi nó tái sinh rồi thì các con sẽ được bộ ý đó. Đó thì sức kể câu chuyện đó, một vị tu sĩ mà bám vào bộ ý còn như vậy. Huống chi quý vị mà bám vào chiếc xe Mercedes chắc vợ mình lãi nổi luôn quý vị. Mà chồng mình lãi cũng lăng mình lăng nổi nữa. Cho nên quý vị cố gắng làm sao mà tỉnh thức cho sư. Trong thời gian quý vị đáng còn làm kiếp người để hiểu lòng quý vị. Sư nói là được làm thân người rất là gáy đó. Được làm thân người khổ lắm thay, tôi nghe Đức Phật dạy bày trong kinh. Tích rùa mù sống linh đinh, đại dương chìm đẩy muôn nghìn năm sau. Khi lên mặt nước ngơi đầu, đột nhiên khúc gỗ từ đâu trôi lạc. Rùa mù tầng đẩy khơi xa, phúc thay chui lọt xuyên qua lộ đà. Với mục đích để thở phào, mấy ra có sức lặng vào đại dương.
thân người ý hệt nọ đương vào rã sanh tử không lường được đâu, vân vân và vân vân. Quý vị thấy chứ, con rùa mù nó làm gì nữa, 1000 năm. Ngày nọ nó ngơi lên mặt nước, mặt đại dương với mục đích là muốn thở. Nhưng mặt nước đầy ngập nước, thì không ngờ may mắn có một cái khúc gỗ có cái bọng và nó trôi từ đông sang tây, bắc sang nam. Và khi con rùa ngơi lên mặt nước đúng ngay cái lỗ bọng đó, quý vị thấy cái điều đó hiểu không? Rất là khó, đại dương rất là rộng mát. Nhưng Đức Phật nói cái đó rất là khó mà được tái sinh làm người khó hơn nữa vậy. Quý vị, chúng ta hãy tuân tình Tam Bảo, phục vụ mấy ngày này quý vị phục vụ cho mọi người. Nếu quý vị làm như vậy thì đâu cũng bình an cả. Còn nếu ngược lại, quý vị đi ngược lại Đức Phật và quý vị nói ta phục vụ cho người thì sẽ có chiến tranh tại cái mảnh đất mà Đức Phật đang nằm một bên chúng ta. Quý vị công nhận không? Cho nên bây giờ hôm nay quý vị nghe sẽ được hành giảng cái điều này rồi. Nếu ta đã lỡ bước ngã màng trong cái đường lối ta đi, ta dừng lại chứng buồn quý vị, ta lập lại cuộc đời ngày hôm nay, thì khi đó ta có những cái phước đức tăng trưởng rất là tuyệt vời. Rồi cái điều kế tiếp đó là gì nữa? Phước đức sinh trưởng từ cái sự đảnh lễ. Khi mình đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng, thì như vậy cái phước đức sinh trưởng từ đó, và chính cái phước đức đó là nâng đỡ cuộc đời. Quý vị thấy giống như ông Bill Gates, tại sao ông nên giàu? Ông cho tiền hoài mà ông cứ giàu. Ông vừa tới lại Phật Ngọc Hòa Bình đâu? Quý vị thấy ông tới lại Phật Ngọc Hòa Bình mấy ngày đấy, sướng thầy ngay chắc sẽ ở nhà sướng thầy và ông ăn chứng tỉnh. Ông vừa tới lại Phật Ngọc Hòa Bình quý vị, không biết ông lại gì mà tại sao bây giờ ông giàu như vậy, không biết nữa. Quý vị nghĩ sao? Bởi vì ông gieo phước vô lượng kiếp quý vị. Kiếp này ông vẫn gieo. Sư còn nghe kể, ví dụ ông có đầu chiếc xe 15 đồng ông đầu. Ông đầu ngoài đường xa, để 15 đồng đó đi làm từ thiện để cứu người ta bớt khổ, trong lúc mình gieo được cái phước sự. Còn mình á, bây giờ mình đi chiếc Mercedes quả ngón đi, cho dù là mình là một người bình thường trong xã hội, nhưng mình muốn phô trương thì tôi mình lên, mình vỗ đầu ngay trên điện của chùa luôn, để cho người ta coi, cho dù trả 20 đồng mình vẫn trả. Bởi vì đó là cái sự diện, cái tôi của chúng ta. Cho nên quý vị hôm nay quý vị nghe về pháp này rồi, sẽ như hành chị tống tuyệt, chị mong quý vị nhớ lại một vài điều tâm đắc trong cái lời pháp của sư Giật Hành để áp dụng cho cuộc đời mình. Thì như vậy Thế Tôn hạnh phúc, Thế Tôn an vui, mình cũng an bình và xây dựng cái thế giới bình an. Và hôm nay sau khi ra khỏi cái giảng đường này, Đức Phật sẽ smile lên với quý vị. Không thôi Ngài không smile lên đâu. Cái thứ nhất là Ngài nằm giờ nóng rất là tồi. Thế chứ, mà quý vị không tu theo Ngài nữa, Ngài nói ta đến đấy ta ngồi giờ nóng để cho quý vị tu theo ta. Nhưng quý vị không tu theo ta là Ngài lộ hai cái quý vị. Thế chứ, Ngài lộ là Ngài nóng là một. Cái thứ hai là quý vị không tu nữa là Ngài lộ là hai. Cho nên nếu như quý vị tu theo Ngài, Ngài chỉ lộ một cái Ngài bị nóng thôi. Nhưng Ngài nhìn con mình tu cho nên Ngài cũng mát mẻ theo con mình như vậy, là ánh sáng mặt trời không làm cho Ngài nóng nữa. Đó. Thì hôm nay quý vị á, là sư đã giảng đến cái phần 5, bây giờ phần 6 đó là gì? Nếu như quý vị bài giảng của sư quý vị đã hiểu giá trị của Tam Bảo rồi, thì quý vị cố gắng áp dụng giáo pháp của Đức Thế Tôn vào cuộc sống hàng ngày, thì như vậy sẽ lợi lạc rất là nhiều. Và không có ai thương mình bằng mình thương mình đó quý vị. Rồi thật quý vị á, bây giờ trong chùa mình nói là thầy thương tôi chẳng hạn đó, nhưng có ai chỉ chúng về ai đó quý vị. Có nhiều người nói á, xin lỗi là khi mà đồng cười là gọi trăm năm hạnh phúc á, là rắn bạc tóc bạc rắn lâu chẳng hạn. Nhưng khi mà ông chồng mình hay là bà vợ mình mời ra đi mấy tháng là bắt đầu sao? Chưa trắng cho mặt rồi. Cho nên cái quan trọng quý vị phải biết á, quý vị cố gắng làm sao đó, quý vị cố gắng tu tập áp dụng giáo pháp của quý vị, thì khi đó là sẽ làm cho mọi người hạnh phúc, và trong đó mình hạnh phúc trước, vợ mình hạnh phúc theo. Quý vị cố gắng làm sao mà dùng, gọi là trong Phật giáo có ba cái giáo: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Hôm nay quý vị nghe bài pháp này rồi, quý vị về áp dụng, thì đương nhiên người vợ mình thấy ô, hồi này anh gì quên rồi, tấm chẳng tấm nghĩa về tự nhiên sống hiền hòa quá.
thì bà vợ mình rúng động nói: ô, tại sao mấy ngày đi đành lễ Phật Ngọc Hòa Bình thì anh hiền quá, trước đấy anh dữ mà, đặc biệt là anh hay hạch sách mình, bây giờ anh hiền quá. Từ chỗ đó bà mới tìm ra nguyên nhân rồi. Ô, lên chùa nghe những bài pháp, đặc biệt là có những cái bài pháp mà dạy về Đức Thầy Thế Tôn của Ngài Canada qua dạy. Rồi trong đó bà Sư Diệu Hạnh chia sẻ cho một chút thôi. Từ chỗ đó anh đổi tư tưởng thì chị rất là bái phục anh. Cuối cùng chị cũng hạnh, chị hạnh phúc, anh hạnh phúc, con cái hạnh phúc, và cuối cùng tất cả mọi người hạnh phúc. Thì sư xin dừng bài pháp tại đây. Nếu như còn duyên và anh chứng tình cần tha thiệt Sư Diệu Hạnh giảng thì sư sẽ giảng tiếp, còn không thì sư xin dừng tại đây. Thì hôm nay sư thành tâm kính tri ân quý vị đã góp phần cho sư có một cái cơ duyên để mà tạo lấy cái phước trí này. Thì sư xin chia đều cái phần phước trí này đến cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên của quý vị đã quá vãng, tất cả chư hương linh đang thờ tại chùa Xá Lợi, sau khi nhận phần phước này rồi sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia điều phần phước trí này để cho ông bà cha mẹ anh chị em có cả cháu chắc cùng tất cả quý vị đang hiện diện nơi đây, nhất là chư thiên đang ngự trong ngôi chùa này, sau khi nhận phần phước trí này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và sư cũng xin chia điều phần phước trí này đến quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh, 2 tiếng với anh. 2 tiếng với anh. Có giờ gì nữa không? Không thì để cho sư trả lời câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Diệu Hạnh đã nói 2 tiếng ròng rã. Quý vị thấy cái 2 tiếng ròng rã mà quý vị thấy có vấp không quý vị? Bởi vì sao? Bởi vì thiền quý vị. Mai một sư sẽ giảng cái bài thiền đấy cho quý vị. Thiền có nghĩa rằng mình luôn luôn chánh niệm, là có nghĩa rằng mình luôn có mặt với những gì mình đang nói, những gì mình đang làm, cho nên mình không bị vấp. Bây giờ quý vị á, quý vị xuống, quý vị đi tìm đứa dẹp của Sư Diệu Hạnh ở đâu? Nếu quý vị tinh vi, quý vị sẽ tìm đối dẹp Sư Diệu Hạnh ra. Mà quý vị không tinh vi, hoặc là trường hợp người ta đã đối dẹp Sư Diệu Hạnh thì quý vị tìm ra thôi. Chứ còn nếu quý vị tinh vi, quý vị đi ra cái cửa này, quý vị thấy dẹp còn nằm ngột ngang, chiếc trượt, chiếc sau, chiếc phải, chiếc trái lung tung trên dưới. Những cái người có tu thiền khi mà vào cái cổng là bỏ 2 chiếc dẹp ngang nhau quý vị. Họ liền tống họ từng giấy phục. Thì cùng chính nhờ cài đỏ cho nên sư chỉ khát khao làm sao những người đồng đạo của mình đi theo dấu chân trần của Như Lai để làm cho mình có cái cuộc bình an trong hiện tại. Đó, ví dụ như tôi xin nói đó, nếu anh sân mà anh thấy được cái tấm anh sân thì tấm anh hành thèn của anh dừng lại chứ có gì đâu. Còn nếu anh thấy anh đang tham, anh muốn Sư Diệu Hạnh này cho cái chùa chẳng hạn, nhưng mình nhìn lại mình thấy ồ, tấm mình đang mong muốn cái chùa của Sư Diệu Hạnh và lại Sư Diệu Hạnh một cái chùa, tại sao mình khởi tâm tham, thì như vậy tâm tham của quý vị dừng ngay liền. Thì từ chỗ đó quý vị bình an. Cho nên quý vị biết chỉ có thiền với quý vị. Bữa kia Ngài Trí Tuệ cũng ngoài buổi khai mạc Ngài nói rồi, nếu quý vị Đức Phật Thế Tôn của chúng ta mà Ngài không dùng thiền quán thì Ngài không trở thành một vị Phật chẳng đạt chẳng giác đâu. 6 năm khổ hạnh, Ngài ăn chỉ một ngày một trái táo, một ngày một hạt mè. Ngài rờ xương sống thì đờ rờ giá bụng thì đụng xương sống, rờ xương sống thì đụng giá bụng, 6 năm khổ hạnh mà Ngài có giác ngộ đâu. Và Ngài ở trong vương cung suốt 13 năm, Ngài hưởng thụ dục lạc, Ngài cũng không giác ngộ. 16 năm, xin lỗi quý vị. Thì từ chỗ đó Ngài chỉ dùng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài sau đó Ngài mới đổi lại con đường gọi là middle path, hay là middle way, là con đường trung đạo. Ngài ăn uống bình thường và Ngài dùng hơi thở làm thiền quán, và cuối cùng Ngài giác ngộ. Và hôm nay Ngài, chúng ta nhờ Ngài. Tại sao Ngài dùng hơi thở quý vị biết không? Có ai trả lời thông minh đi, sẽ tăng cái chuỗi này luôn, cho dù một cái chuỗi thôi. Có ai trả lời không? Sẽ tăng cái chuỗi ngay, sẽ lấy ra trường nghe.
Và tại sao Ngài dùng hơi thở để làm đề mục thiền quán của mình? Quý vị biết không? Hiểu chưa? Hôm nay uổng quá. Mừng là mình không mất cái số chuỗi, mà tiếc là bạn bè mình có ai hiểu anh tiếc quá. Rồi cô trả lời. Dạ thưa, vì hơi thở là sự sống, nên Ngài quán cái hơi thở tìm cái sự sống. Vì cái sự sống. Dạ thực ra cô tên gì cô? Cô Thầy Thu trả lời đúng 50%, nhưng sẽ cũng khuyến khích khuyến mại cô nhé. Thực ra cô nói hơi thở sự sống là đúng, và hơi thở sẽ thêm bổ sung thêm một chút nữa. Hơi sợ thở luôn canh cảnh bên ta từ ngày chào đời đến khi nhắm mắt lìa đời. Cho nên Ngài dùng nó bởi vì nó luôn sống với ta, thì dùng nó làm đề mục rất là tiện. Thấy chưa? Xin biểu cô. Dạ, không, không có cần nhận đi cô, sẽ còn sao đâu cô. Đây là cái phước của cô, có nhiều thú mà. Để cô hoan hỉ đi sao. Thì vừa rồi sẽ đi Miền Điện làm từ thiện đó, cho nên sẽ đem về cùng Mỹ trăm sâu, nhưng sẽ cho hết rồi. Khi đến đây thì sẽ không nghỉ gặp quỷ bàn như thế này thôi. Thôi hẹn sang năm nếu như sẽ đi làm từ thiện ở Miền Điện, phải đi bằng đá, thì sư sẽ mua về tặng quý vị nghe. Mà nếu sư có cơ hội á, thì sư gửi lại anh chân tình để tặng cho quý vị. Dạ. Rồi bây giờ có ai đặt câu hỏi gì trên đề tài của sư không? Nếu không có thì quý vị có thể đặt câu hỏi trong cuộc sống mình thường vàng hà cảm gì, quý vị cứ hỏi đi. Thì sư sẽ trả lời theo khả năng của mình. Còn không thì quý vị cho sư được hành nghỉ. Dạ. Ồ thì dạ cảm ơn cô sư đã nói đó. Bởi vì cái hơi thở á, nó luôn luôn đi theo mình từ khi mình mở mắt chào đời đến khi nhắm mắt. Cho nên Ngài dùng cái hơi thở và lại cái hơi thở á, khi mình quản nó vào ra đó, thì mình dễ dàng nhận biết được nó. Ví dụ khi sư tu thiền á, để mang một cái đề tài thiền sư sẽ giảng cái lợi ích thiền là như thế nào, có bài lợi ích. Thì khi mình sư tu thiền thì giống như sư vào mới vào thì sư ngồi sẽ nhắm mắt như thế này. Thì lúc đầu á, sư phải dùng nắm cái bốn phương pháp bảo vệ. Phương pháp bảo vệ thứ nhất đó là gì? Con xin cúng dường thân thể của con lên Đức Thế Tôn. Con xin cúng dường thân thể của con lên Đức Thế Tôn. Con xin cúng dường thân thể của con lên Đức Thế Tôn. Đó là phương pháp bảo vệ thứ nhất gọi là For Dharma Protection. Xin nữa sẽ giải thích hơi cặn kẽ chút. Phương pháp thứ hai á, là mình rải tấm từ mà giống như hồi sư hướng dẫn quý vị đó. Cầu mong cho con mạnh khỏe hạnh phúc. Cầu mong cho con thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Cầu mong cho con thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Cầu mong cho con sống an bình. Thì khi mình rải tấm từ cho mình xong rồi, đến rải tấm từ cho thầy tổ mình, đến rải tấm từ cho cha mẹ mình, đến rải tấm từ cho anh chị em và thân bạn của mình, đến rải tấm từ cho bằng hữu của mình, đến rải tấm từ cho kẻ thù của mình. Quý vị thấy Đức Phật đồng đạo chứ? Có ai mình có rải tấm từ đến kẻ thù đó? Gặp họ là muộn bốn liên bạc quý vị. Cho nên không có ai giống Đức Phật của chúng ta quý vị. Chỉ chừng đó là quý vị lại Đức Phật sạc đất mảnh đuổi. Thì rải tấm từ đến kẻ thù, rồi sau đó mới rải tấm từ cho tất cả chúng sanh trong thế giới này. Đó là phương pháp bảo vệ thứ hai khi mình hành thiền. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị biết quý vị đang ngồi như thế này cho chư thiên nhiều lắm, rồi kẻ khúc mắc cũng rất nhiều, nhưng mình không rải tâm từ cho nó. Tâm từ là giống như một dòng suối mát để làm lắng dịu cái tâm của họ đi. Thì nếu như mình không rải tâm từ cho nó là nó sẽ quậy rầy mình, nó không cho mình tu tập. Nhân đây sẽ kể câu chuyện cho quý vị nghe. Ôi chắc sư nói bao nhiêu tiếng chắc khô giọng sư luôn. Sư may mắn là đời này tại sao hẳn khô giọng cho mấy đợt trước sư giảng khoảng tiếng đồng hồ là sư bị tắt quý vị. Thì khi mà Đức Phật dạy cho một số tu sĩ rồi, dạy đề mục rồi, thì quý vị đó bắt đầu vào rừng sâu giống như đây vậy đó, vô tu thiền. Thì khi vô tu thiền thì ngồi dưới gốc cây quý vị, thì bắt đầu đến đó là những con ngà quỷ súc sanh, rồi là má quỷ bắt đầu nó hủ gầm hủ lên rất là dữ. Bởi vì sao? Hẳn nghĩ rằng á, là những ông tu sĩ này đã tới chiếm chỗ của hẳn. Bắt đầu làm để vì tu sĩ này chịu không nổi luôn. Bắt đầu để vì này mà mới về thứ ngày, bây giờ mày được con sợ là mày được con dặn lấy đó nữa.
Thì Đức Phật hỏi tại sao? Là bởi vì ma quỷ nó hiện thân hiện tượng và nó quấy rầy rất là nhiều. Cho nên sau đó thì Đức Phật dạy cái bài kinh là Metta, mà thưa ơi, sư có trích dẫn một đoạn đó. Là trong phản người như thế này, sư chỉ đọc một đoạn. Karaniyamantha kusale nayang tang san tang badang abhisamen cha sanko uchu cha suchu cha suvachu cha samudu anadimani, vân vân. Thì như mẹ giàu tình thương suốt đời ló che chở, đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh từ bí giáo cùng khắp cả thế gian khổ hạn, vân vân và vân vân. Thì khi mà mẹ vị tu sĩ trở lại đó mà đọc bài kinh là xong rồi, nó yên lặng để lúc vị là để là nó biết được rằng ô mẹ vị tu sĩ này đến đây tu và rải cái phước và tấm từ cho mình, chứ phải chiếm đoạt cái chỗ ở của mình. Cho nên làm cho mẹ vị đó lặng dịu và tu tập rất là thoải mái. Thì đó là cái phương pháp thiền bảo vệ thứ hai. Phương pháp bảo vệ thứ ba hơi mạnh một chút nghe, nhưng sư nói đây là nói pháp quý vị, quý vị phải chấp nhận. Sư cũng vậy thôi, sư cũng chấp nhận thân sư mà. Thì phương pháp thứ ba là mình nhìn lại cái thân mình. Nói xin lỗi quý vị, mình có chỉnh lộ bài tiết: hai tai, hai mũi, lưỡi, mắt, hai mắt, gọi là tiểu tiền và đại tiền. Thì khi mình quán chiếu cái thân mình bất tình như vậy á, thì mình nhìn đối phương cũng bất tình, từ chỗ đó mình không tham luyện nữa. Thì như vậy nó dễ cho mình tu tập hơn. Chứ còn bây giờ mình đi đâu mình sợ, mình lấy ngồi thiền mình nói ô trước đây mình chưa gặp sư Diệu Hành á, thì chứng cái bàn tay mình nó láng bỏng đẹp quá, bây giờ sư bắt mình ngồi cái chứng mình nó móp lại thôi, như vậy là thiền được rồi. Từ chỗ đó mình bởi vì tham ái vào cái thân này, quý vị cũng giảm tu nữa. Cho nên khi Đức Phật cho mình quán chiếu cái pháp bảo vệ thứ ba đó, thì Ngài thấy được rằng Ngài cho mình một cái phương pháp đó, là mình có cái thân này là một phương tiện giống như một chiếc đò cho mình qua sông thôi, chứ không phải là mình bám vào nó rồi mình chết giữa sông đó. Thì khi mình quán thân bất tình như vậy đó, là mình làm cho mình giảm bớt tham ái đi, chỉnh tham ái vào thân mình, giảm bớt tham ái vào thân mình, thì mình tu rất là dễ. Rồi trong tiếng Anh lần nói là only skin deep, là vậy đó, mình chỉ có cái lớp da bên ngoài thôi. Sư nói hơi bằng trong giáo pháp chụp ngang, nhưng pháp này mà quý vị tu thì quý vị sẽ sáng ra rất là nhiều. Rồi cái điều thứ tư là gì? Đức Phật nói là life is uncertain, death is certain, có nghĩa là mạng sống bất định, sự chết sẵn dần. Thì quý vị phải quán bốn cái pháp đó 5 phút với mục đích là bảo vệ cho mình tu tập tục. Khi mình quán màn sống bấp bênh sự chết sẵn dành thì mình chưa biết mình thở vào khi nào và thở ra khi nào mình nhắm mắt và khi nào mình nhắm mắt. Từ chỗ đó mình tập trung năng lực, mình tu rất là tốt. Từ chỗ đó mình dễ đắc được đạo quả. Rồi bây giờ quý vị á, quý vị nói riêng sư Diệu Hành, quý vị nói chung sư Diệu Hành, nói riêng mình rất là nhạt tu, vì mà mình cứ đòi quả thành cao lên, đòi thành Phật, đòi thành Bồ Tát, làm sao được? Nếu anh muốn vào university, anh phải finish high school phải quý vị, quý vị phải đi từ primary, middle school and high school, khi đó mình vào university mà phải test examination á, thì khi đó mình vào được. Chứ bây giờ mình không có những cái đó mà mình đòi lên cao thì mình sẽ bị hỏng quý vị. Đó, cho nên nói về lúc đầu vô thì mình phải quán bộ pháp đó. Trở lại câu hỏi của cô kia, sau đó mình dùng hơi thở, khi mình hít vào bụng mình phồng lên thì mình niệm phồng, khi mình thở ra bụng mình xẹp xuống niệm xẹp, như vậy đó, phồng xẹp. Thì đây trong tiếng Anh gọi là primary object, có nghĩa là đề mục chính. Tuy nhiên nó có rất nhiều secondary object, có nghĩa là đề mục phụ, là ví dụ khi mình đang ngồi như vậy nhưng mình là nhớ mẹ bên Việt Nam, nhớ bạn bên Úc, nhớ món ăn trong McDonald's, nhớ buffet của Chinese people chẳng hạn. Khi mình nhớ như vậy là mình phải chụp vào cái đối tượng thứ hai, nhớ, mình ghi nhận trong đầu ấy, nhớ, đừng nói ra tiếng. Thì từ chỗ đó cái tâm muộn, cái thức ăn đó nó tan biến đi, quay về lại hơi thở chính, đó là primary object, là phần xẹp. Thì sư sẽ, nếu có cơ duyên anh chức tình gọi là thầy trụ trì cho phép sư, với cô bảo cơ cho phép sư, thì sư sẽ giảng cái đề tài thiền trong mấy ngày sư còn đây. Và thì đề là từ bi cha rồi.
Cả con yêu quý ta ơi, đem sự tốt đẹp cho đời cho nhân, mang hạnh phúc đến trong trần, vì lòng bi mẫn thương dân giúp đời, ban phúc lành cho loài người, chư thiên cùng dậy sáng ngời tiệc sinh. Các con phải đi một mình, hoàn dương trần pháp lung linh chôn trần, hoàn hảo tiền đẹp trong ngần, đoàn đầu khung giữa cuối phần sáng trong. Cả tinh thần lần văn phong, thiền liên đời sống đẹp rộng toàn chân. Như vậy giáo lý tuyệt trần, thầy trò rải hạnh muôn dân nương nhờ. Có những chúng sanh ít mờ, không nghe được pháp đọa bờ vực sâu, nhưng có người hiểu pháp màu, an lành vui sống tâm châu sang ngày. Như Lai cùng đi vào đời, ưu lâu tầng lóa độ người với con. Thầy cho chúng ta vuông tròn, mình an người hạnh khổ còn đâu dương. Dạ xin hãy quý vị. Dạ thôi xin phạt quý vị xin dừng lại đây.